Các bạn thân mến, đến với chương trình của chúng ta hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Bích Ngọc sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong chương trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu một cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hưng Yên ạ. Em xin kính chào tất cả các chuyên gia của chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Vâng, chào bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ vâng, em muốn nhờ các chuyên gia tư vấn cho em về vấn đề gia đình ấy ạ. Thì là em năm nay 33 tuổi ạ, em ở Hưng Yên thì nói chung là vợ chồng em ly hôn ấy được 2 năm nay rồi thì vâng. Em được 2 cháu. Khi mà ly hôn ấy thì tòa sử là mỗi người nuôi một cháu ấy. Vâng. Đấy thì tòa sử thì em nuôi cháu bé, còn bố cháu thì nuôi cháu lớn. Thế nhưng mà gia đình bên nhà chồng thì giữ cháu bé và không cho em đó. Để em nuôi cháu lớn thì em cũng thôi, em con thì con nào cũng là con thì em cũng chấp nhận là nuôi cháu, nhưng mà em ra điều kiện là em phải được thăm nom cháu ấy. Nhưng mà trong thời gian mà ly hôn xong ấy thì em có về thăm nom cháu với lại chu cấp này nọ ấy, thì chồng và gia đình nhà chồng ngăn cản cấm đoán này nọ ấy, không cho em thăm cháu với cả chu cấp ấy, muốn hiểu như muốn chia rẽ tình cảm của mẹ con em ấy. Thì trong lúc đấy thì cũng 2 năm rồi ấy, thì em gặp con em thì cũng chỉ là lén lút hoặc là đến trường thăm nom thôi ấy. Nhưng mà mẹ chồng vẫn cứ không cho em chu cấp đi, nhận dặn các cô giáo là không cho mẹ chu cấp cái gì ấy, hoặc không nhận đồ của mẹ ấy. Thì em có nghe cô giáo nói là cuộc sống của con em là ở nhà chồng bây giờ là rất là khó khăn, ví dụ nhà bố hoặc bà ấy cho đi học thì không đóng tiền học, với lại cho con nghỉ vô lý do này nọ ấy, không cho con đi học. Điều của con em là cháu bé là bây giờ là học lớp mẫu giáo 4 tuổi rồi ấy. Mà bây giờ em muốn nhờ chuyên gia tư vấn cho em là em có nên làm đơn để yêu cầu tòa để mình đón cháu về nuôi được không ạ? Vâng, xin rất là chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Đúng là rất là đau lòng khi mà người mẹ bị chia rẽ với con của mình, đúng không ạ? Vâng, vấn đề của bạn hỏi xin được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em. Hai vợ chồng ly hôn vì lý do gì thế? Thực ra là trước kia là vợ chồng em cũng đã ly thân một lần là 3 năm rồi, thì do là chồng em cũng chơi bời không chịu làm ăn ấy, vẫn lại nghe mẹ ai cũng hay đánh đập hành hạ em nhiều ấy. Đấy, em cũng chịu áp lực nhiều ấy, thế là em đẻ cháu lớn được một tháng thì em xin về ngoại, thì gia đình nhà chồng cũng không thăm nom, không cho chồng em lên thăm cháu này nọ. Thời gian đầu là em cũng nghĩ nông cạn thì em lại bảo là thôi em không về nữa, tại vì gia đình nhà chồng không quý người ấy, không tình cảm ấy. Thế là em cũng về, nhưng mà chồng em cũng có cái sai là cũng cãi náo với bố mẹ đẻ em ấy. Bố mẹ em bảo là chắc như thế mẹ không sống được ấy. Thế là em có ly thân được 3 năm. Thế 3 năm đấy là em nuôi con em một mình, là gia đình nhà chồng cũng không ai quan tâm gì đến hai mẹ con em cả. Quá nhưng nghĩ lại, nghĩa là em bỏ chồng rồi, nhưng mà về sau là 3 năm sau là chồng em nên xin lỗi bố mẹ em và đón mẹ con em về. Đấy thì làm mẹ con em về thì em nghĩ là chồng em cũng thay đổi tính nết rồi, cũng không chơi bời và chịu khó làm ăn ấy. Thì em nghĩ thương cháu và thôi về cho cháu có bố có mẹ thì có đầy đủ ấy. Thì nhưng mà đến lúc về thì mẹ chồng lại không cho em về, thì vợ chồng em lại đi ở trọ. Ở trọ 2 năm thì chồng em vẫn tính nào tận đấy ấy, vẫn cứ đi chơi ấy. Không có làm ăn gì mấy. Ô hay nhỉ. Vâng, thì cứ suốt ngày đàn đúm rượu chè thôi, mà em có nói thì để quay ra là đánh đập em nhiều ấy. Vâng, đấy thì là em chịu nhiều áp lực quá mà cứ hay phá phách đánh em mấy lần đi viện mà. Thế ông ngoại em bảo là thế thôi, không ở được thì thôi, hai mẹ con mày cứ về đây cả ba đứa không được thì bố ấy, chứ bây giờ mày sống ở dưới đấy như thế thì khổ như thế, cũng không có ai bênh ấy, bố mẹ thì ở xa thì thôi cứ về đây cũng được. Thế là nó vẫn cứ đánh em, thì em bảo thôi em cứ cố em sống một thời gian nữa xem như thế nào. Thế là về sau là chồng em bắt em về ở với cả mẹ chồng, thì ở với mẹ chồng thì mẹ chồng lại cứ xui chồng đánh em nhiều, tại vì anh bảo kinh tế bây giờ thì khó khăn mà chồng thì không chịu đi làm ấy, thì có một mình em đi làm. Mẹ chồng em bắt là em mỗi một tháng đi làm về phải lo là đưa cho mẹ chồng em ấy là 8 triệu một tháng, mà anh bảo bây giờ em đi làm công ty bây giờ thì lương rất là thấp, không đủ 8 triệu. Thế bảo là bây giờ không đưa 8 triệu thì phải lo hết kinh tế này nọ trong gia đình và không được kể nể với ai. Thế xong nếu mà em mà không nghe thì bảo xui chồng em là đánh em. Thôi, đấy, thế là thôi em rồi. Hỏi thế để xem là sau ly hôn người ta có căm thù hận thù gì em không, người ta ngăn cản không cho em trông nom hay là chu cấp cho cháu. Bởi vì về mặt nguyên tắc là mình được chăm sóc con sau khi ly hôn, nhưng mà cái người ngăn cản ấy mới là người dại, đều là những người có tuổi rồi nhưng mà sao lại dại dột như thế, nào mất cái gì. Nếu em đi lại em chăm nom con em rồi em lại hỗ trợ nó về quà bánh tiền bạc, có phải là đỡ đi cái gánh nặng cho người ta thôi mà lại có được cái tình cảm của mẹ con. Nhưng mà thôi, người lớn đôi khi cũng ích kỷ chỉ vì những cái hằn học cá nhân, không nói nữa. Bữa nãy em có nói rằng là em đang nuôi một đứa lớn, còn đứa bé thì đang ở bà nội với lại bố nữa đó. Bố ạ. Ừ. Vâng ạ.
Bố thì không đi tù đi tội, không có bị bệnh gì đấy đúng không? Dạ không ạ. Về mặt nguyên tắc thì em không thể đòi nuôi hai đứa con khi tòa đã phân cho là mỗi người nuôi một con. Em chỉ có thể làm đơn lên tòa yêu cầu là mình nhận em nuôi hai đứa con với điều kiện em chứng minh, một là bố nó bị tâm thần hiện nay đi lang thang mất hành vi dân sự đấy, tức là không làm chủ được những hành vi dân sự, thứ hai là bị bệnh tâm thần bạo lực kinh khủng có thể đe dọa đến tính mạng của đứa bé, ví dụ như ông đã đánh nó mấy lần, có lần quăng xuống giếng, có lần làm thế nọ kia để lại những vết tích vết thương, cái điều đấy mình phải có chứng minh, thứ ba là ông ấy bị đi tù đi tội vi phạm pháp luật. Thì rõ ràng là ở với bố mà bố bị vi phạm pháp luật thì không có nơi nương tựa, thì mình có quyền là mình làm đơn để thay đổi cái quyết định, là trước quyết định nhà cháu ở với bố nhưng nay vì hoàn cảnh thế nọ thế kia, còn cái bà nội thì không tính ở đây nhé, bà nội thì đấy là bà nội hỗ trợ bố nó thôi, chứ về ngoài về mặt pháp lý là bố nuôi con thì em chỉ chứng minh được là không có làm chủ được bản thân này, rồi bị bạo lực tới mức mà để lại vết thương vết tích rất nguy hại cho đứa bé này, và thứ ba là ông ấy vi phạm pháp luật mà đang phải chịu những hình xử về án thôi. Thế còn tất cả những thứ khác ấy thì chỉ giải quyết trên tinh thần là thỏa thuận với nhau, có thể gặp gỡ em nói chuyện với bố nó, tức là chồng cũ ấy, rằng em thấy là các cô mầm non kêu thế này kêu thế kia, thật ra thì em chả tranh giành gì con của anh thì là của em, nhưng mà bên này thì em chăm đứa con này thế này, bên kia thấy nó không được như thế em thấy em cũng tội, hay là mỗi tháng em sẽ hỗ trợ thế này, rồi anh nói với bà đi cho em đón con một tuần thứ bảy chủ nhật nó về bên này nó chơi anh em nó với nhau, em tắm rửa cho con ABC, tức là trên tinh thần nhẹ nhàng thế, đừng có vạch mặt rằng là ở bên anh thì với bà nội đó nó trông nó như thế nọ đứng kia, đang sẵn cái gọi là cái bực tức hận thù ở trong người mà nói rằng kệ tôi, cô không được nhòm ngó, xong rồi cơn nóng giận nó lại nổi lên, nó lại càng ngang nhá. Về mặt pháp luật thì chỉ giải quyết được khi có những cái điều kiện như ban nãy anh đã chia sẻ, còn lại thì mình muốn thương con mình, muốn chăm con mình thì mình mềm mại xin phép thỏa thuận về mặt giữa tư cách giữa con người với nhau thôi nhá. Em xin nói thêm là tại vì cách đây một năm ấy thì bố đẻ em có mất thì em lên xuống hay em cũng nói rất là nhẹ nhàng, em cũng xin phép bà nhưng mà đấy, bà cũng không cho đi, thì em bảo là thì lúc đấy em cũng cáu, thì em bảo là bây giờ con là mẹ cháu, bây giờ con phải lo cho cháu chứ, bây giờ bố con là bà ông ngoại của cháu thì mất thì bà cho con đón cháu về mấy hôm sang bố con đấy thì xong công việc con lại đem cháu về đây, nhưng bà nhất định bà không cho đi, bảo tao là bà nó, tao có quyền, tao quyết định không cho nó đi đấy, bây giờ bảo như thế, thế là từ ngày đến giờ là không cho em thăm nom luôn á. Cũng khổ thân bà ấy, cản trở cũng em là ấy. Cái người mà ít học nhận thức kém thôi, thế rồi còn mai kia thì còn cái thằng cu ở với mình thì liệu rằng việc của bà thì cháu có về không, chả nghĩ gì đến chuyện xa xôi cả, chỉ có... bà anh ơi, bà là bà cũng ghét em một phần là em sinh hai cháu gái ấy. Kiểu như bà không thích là như thế, thế thì lại cái bà ấy càng đáng thương, thế rồi bà cũng là bà gái chứ bà có là đàn ông đâu đúng không? Thôi con thì lớn dần lên thôi, cứ mình cũng xác định là nó đang ở với bà nội của nó với lại bố nó thôi, thì nhà nó chỉ có thế thôi, hạnh phúc thì nó chịu mà bất hạnh thì nó cũng chịu, vì chẳng ai chọn được cái nơi sinh ra, chẳng ai chọn được tổ tông dòng tích đúng không? Chẳng có cách nào mà thay đổi được cái bà nội ấy hay là bố được, chấp nhận như thế. Còn về phía mình, người mẹ nhìn con thế thì xót thật, nhưng mà mình giúp được cái gì thì giúp. Mình có thể nói với các cô là hay là chị gửi các cô một ít tiền thỉnh thoảng thôi, các cô cho cháu ăn thêm hộp sữa, uống thêm cốc sữa chua, đấy là thôi bù đắp một chút xíu cho con, vì nó thua thiệt so với cái con chị đang ở với mẹ nhá. Rồi người ta sống thế nào rồi sau này người ta nhận là đến như các con nó lớn lên nó cũng nhìn nhận rồi, nó vẫn biết rằng là mẹ cũng không bỏ rơi chúng nó, chẳng qua là bà với bố cứ không tạo điều kiện thôi. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ gặp may mắn nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Chị ơi, cho em hỏi cho con gái anh đấy ạ. À thế ạ, vâng. Con gái mình năm nay bao nhiêu tuổi chị nhỉ? Con gái em năm nay 17 tuổi. Cháu nó mới mấy tháng nay cháu nó bị mất kinh chị ạ. À, thế em muốn hỏi bác sĩ em tư vấn cho em với. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho mình nhá. Xin mời bác sĩ. Dạ, dạ. Xin chào mình. Vâng ạ. Con gái là năm nay 17 tuổi em? Vâng ạ, cháu 17 tuổi. Thế và con đang học lớp mấy em?
Con em học lớp 12 ạ. Đang học lớp 12 hả? Bạn này có hành kinh từ bao giờ em? Con nhà em có, cháu có từ lúc lớp 9. À, lớp 9, tức là cũng khoảng 3 năm nay rồi nhỉ? Yeah. Vâng ạ, vâng ạ. Lúc đầu thì nó như thế nào? Cháu từ trước đến giờ thì cháu vẫn thấy đều đặn hàng tháng. Từ năm nay vừa đi nghỉ hè ấy bác. Thì đến bây giờ là lại cháu nó bảo là không thấy kinh nữa, bị mất. À thế à? Tức là cũng khoảng 6 tháng nay rồi đúng không? Ngoài cái chuyện là con không có hành kinh thì người với cơ thể với sức khỏe có vấn đề gì không? À không, cháu nó vẫn bình thường bác sĩ ạ. Đi học đều đặn và cháu nó cũng không kêu mệt mỏi gì. Cháu chỉ bảo là không thấy kinh và từ cái ngày tiêm COVID đấy bác sĩ. Thì cũng có người bảo là do tiêm COVID là mất kinh nhưng cháu vẫn bình thường. Tiêm vaccine phòng COVID ấy hả? Con tiêm được mấy mũi rồi? Cháu được 2 mũi bác sĩ ạ. 2 mũi hả? Vâng. Con thì học hành nó có căng thẳng không? Hay là cái chuyện học hành rồi cuộc sống của nó có vấn đề gì không? Tình cảm, có bạn trai chưa? Có khi là cũng có một phần như thế bác ạ. Bởi vì năm nay cháu cuối cấp mà cháu liên tục nói là phải học nhiều này. Rồi là nghĩa là nói tóm lại là cũng có một chút ít liên quan đến cái đấy. Ừ, thì bây giờ nó cao 1 mét bao nhiêu, nó nặng bao nhiêu cân? Cháu thì cao thì cũng không cao lắm nhưng mà cháu rất là béo, hơn 50 cân bác sĩ ạ. Hơn 50 cân đó, nó cao 1 mét bao nhiêu? Cháu chỉ cao 1,5 mét đổ về thôi, chưa được 1,5 mét. Nhưng mà nó cũng không phải là cái tình trạng kiểu béo phì ấy. Vâng, không, chưa đến người mét nó béo chỉ phì ạ. Đậm thôi gì. Mình cứ tính là 3 tháng nay thì hoàn toàn không có hành kinh một tí nào hay là nó chỉ có một ít, 1-2 ngày hay nó như thế nào em? Không có một tí nào ạ. Thế à? Vâng. Thực ra là con có hành kinh 3 năm nay rồi ấy, tức là cũng là cái thời gian của nó cũng tương đối là ổn định rồi. Và đặc biệt năm nay con cũng đã 17 tuổi rồi á. Chứ nó không phải như những cái ngày đầu mà con mới có hành kinh thì có thể là do cái nội tiết nó chưa ổn định. Có những bạn thì nó có thể tự nhiên nó chỉ ra vài giọt, xong nó bẵng đi vài 3 tháng nó mới có hành kinh trở lại. Thế ngược lại có những bạn thì có khi là 15-20 ngày đã lại có hành kinh. Mà thậm chí là mỗi một lần có hành kinh thì chu kỳ của nó có thể tới 7-10 ngày. Tức là lúc nào cũng ở trong trạng thái là phải sử dụng băng vệ sinh rất là mệt. Đấy thì là do cái nội tiết của các bạn ấy nó chưa ổn định, nó có thể bị như vậy. Thế còn trong trường hợp của con mình thì nó cũng đã có hành kinh khoảng 3 năm nay rồi đúng không? Và trước đấy thì chu kỳ kinh nguyệt đã tương đối ổn định rồi, đúng không ạ? Dạ. Vâng, và chỉ có 3 tháng nay thì bắt đầu có cái biểu hiện là mất kinh. Tuy nhiên thì những cái vấn đề về sức khỏe, những cái ảnh hưởng về sức khỏe thì nó cũng chưa có cái vấn đề gì nó khác so với cả cái giai đoạn trước đây, đúng không ạ? Trước mắt thì có lẽ là mẹ nó cứ theo dõi thêm cho con nhé. Em mua cho cháu cái lọ thuốc gồm 30 viên nang ấy bác sĩ. Nó có phải là cao ích mẫu không hay là nó là vâng, thành viên gì? Nó có các thành phần như là đương quy này, ích mẫu, nhân sâm nên bác sĩ. Vâng. Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3. Ồ thế tốt rồi. Vâng. Thế thì trước mắt bây giờ nhá, thứ nhất là cứ cho con uống cái loại thuốc đấy là được nhá. Thứ hai là cho con thêm ăn ngải cứu với lại trứng gà, nó cũng rất là tốt, nó cũng điều hòa hoạt động của cơ quan nội tiết của con cũng rất là tốt. Thế rồi cho con xem là cái chế độ học hành của con nó như thế nào, có các cái vấn đề gì nó quá căng thẳng không, để mà mình cùng tháo gỡ cùng với con nhá. Xem lại cái đấy, kể cả chuyện bạn trai rồi chuyện tình cảm, rồi là bây giờ con 17 tuổi nó bắt đầu có thể có người yêu gì đó, ví dụ như vậy, thì những cái vấn đề đấy nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái sức khỏe của con nói chung, cũng như là những cái vấn đề về hoạt động của cơ quan sinh dục của con nhá. Thế rồi xem là cái chế độ dinh dưỡng của nó như thế nào, hay là nó lại sợ béo quá rồi nó lại không chịu ăn đấy, rồi ai lại cứ chê nó béo vân vân, những cái vấn đề tác động về mặt tâm lý nó cũng có thể là ảnh hưởng tới hoạt động của chu kỳ kinh nguyệt. Thế và theo dõi thêm cho con khoảng 3 tháng nữa. Nếu như mà trong vòng 3 tháng nữa con hoàn toàn không có kinh nguyệt lại một lần nào, hoặc là không xuất hiện vòng kinh trở lại, thì lúc đó mình phải cho con đi khám. Bởi vì nếu như trong vòng 6 tháng mà không có hành kinh, cần phải xem xét xem liệu có phải là vô kinh thứ phát không. Lúc này mình lại phải đi kiểm tra xem là
cơ quan sinh dục của con có vấn đề gì không, đặc biệt là ở buồng trứng, xem con có bị buồng trứng đa nang hay là có những cái vấn đề gì buồng trứng hay không. Nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy, và những cái triệu chứng rối loạn chu kỳ kinh nguyệt nó sẽ là những cái triệu chứng đầu tiên để mà người ta nghĩ tới các cái bệnh lý của cơ quan sinh dục. Thì mẹ nó cứ phối hợp tất cả để điều trị chăm sóc cho con như vậy, và hỗ trợ thêm cho con trong vòng 3 tháng nữa xem như thế nào. Còn nếu như tình trạng không được cải thiện mà xấu đi như thế thì chúng ta sẽ đưa con đến các cái bệnh viện chuyên về sản phụ khoa nhé, để các bác sĩ người ta sẽ thăm khám cũng như là tìm hiểu xem là vấn đề nó ở đâu thì mới điều trị cho con được. Vâng ạ. Vâng, chúc hai mẹ con của chị sẽ giữ gìn được sức khỏe ạ. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Nghệ An ạ. Vâng, có tôi đây ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Tôi có mấy vấn đề thế này cô nhá. Dạ. Vừa rồi hai vợ chồng là sinh được một cháu trai. Là vâng. Chồng ra đi ở Đài Loan là năm thứ 9. Thì là ở nhà là mẹ nó đi sinh được cháu ra là hơn một tuổi. Thì lúc ở nhà là con này mới có tình nghi của gia đình là đi ngoại tình nước ngoài. Vâng. Thì sinh cháu về. Thì trước khi xảy ra sự việc ấy là chồng nó ở bên Đài Loan. Tức là anh hỏi cho ai đấy ạ? Cho con ạ. Cho con gái phải không ạ? Con dâu vì con trai thôi. À, cho con trai, vâng. Tức là hiện nay là anh nghi ngờ con dâu của mình ngoại tình đúng không ạ? Vâng. Thế là chồng họ đi ở bên kia và bắt đầu nó mới nhà đấy mới đi ấy để bắt đầu mình đền về. Lúc dịch Covid nặng đấy. Dạ. Một chuyến máy bay về 50 triệu cũng về. Thế là về được một tuần. Thế là mới bảo là nó mới bảo là con là có thai. Vâng. Đấy, về đến nhà mà chồng mới về được một tuần thì là nó bảo là có thai, mà qua mấy đợt siêu âm nó cứ quá 4 tuần. Thế mới nó gọi chồng về thì nó mới bảo là anh ở nhà đấy nó nhốt chồng nó 4 tháng trời ở trong nhà vì nó giờ đẻ ra thì cũng là trước 1 tháng. Người ta nói là người phụ nữ là 9 tháng 10 ngày mà đấy là 8 tháng mình đi sinh. Bây giờ hỏi chương trình thì chúng tôi muốn làm công tác là xét nghiệm ADN có được không? Vâng, câu hỏi của anh xin được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho anh nhé. Xin mời bác sĩ. Vâng. Tôi chào anh. Vâng. Hiện nay thì cô con dâu có ở với nhà anh không ạ? Có. Đang ở với nhà anh. À, đang ở với ông bà. Bố cháu thì như thế nào ạ? Bố cháu thì đi ở Đài Loan về. Mới về được cái dịp Covid đấy. Vâng. Hiện nay tức là cả bố, cả mẹ và con thì vẫn đang ở cùng nhau và ở cùng với ông bà đúng không ạ? Vâng. Vâng. Nó sinh đứa thứ hai đấy. Vâng ạ. Ừ, thực ra bây giờ thì làm xét nghiệm ADN nó đơn giản mà anh. Có khó khăn gì đâu. Vâng. Có điều là cái việc xét nghiệm ADN thì nó không khó. Và bằng chứng của nó thì đúng là bằng chứng xác thực nhất để mà chứng minh được có phải là con của con trai anh hay không. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đi làm ở đâu thì không khó, thậm chí bao nhiêu tiền cũng không khó. Nhưng mà vấn đề là làm xong thì có giải quyết được vấn đề gì không? Và cái việc làm đấy nó có ảnh hưởng gì đến tình cảm gia đình của con trai anh với vợ hay không? Thì theo tôi thì có lẽ là nên để cho gia đình của các bạn ấy quyết định. Tức là con trai anh là người trong cuộc sẽ quyết định là có làm xét nghiệm ADN hay không. Chứ còn bây giờ mà cháu đã sinh ra rồi thì việc làm ADN rất là đơn giản ạ. Vâng. Vâng. Thế làm ở đâu chị nhỉ? Ở Nghệ An thì anh có thể lên thành phố, hoặc là nếu như mà muốn biết rõ về cái địa chỉ, những cái địa chỉ xét nghiệm mình có, anh có sử dụng được máy tính không ạ? Vào Google và sẽ đánh cái địa chỉ là xét nghiệm ADN ở Nghệ An chẳng hạn, ví dụ thế, hoặc là rõ hơn là ở thành phố Vinh hay là gì đó, thì nó sẽ cho lên rất nhiều các cái địa chỉ, các cái cơ sở xét nghiệm ADN, và mình có thể gọi điện đến đó để người ta tư vấn cho mình, cũng như là người ta sẽ hướng dẫn cho mình là cái cách như thế nào thì để có được cái kết quả chính xác anh nhé. Vâng.
Vâng, xin cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bình Dương ạ. Dạ alo, chị cho em hỏi là sao mà em quan hệ phải hơn bao phút mới ra có bệnh gì không chị? Vâng, câu hỏi của anh xin được gửi tới bác sĩ ạ. Xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn. Vâng, xin chào bạn. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ 32 tuổi chị. 32 tuổi. Vâng. Mình nói là mình quan hệ khoảng 30 phút mới xuất tinh đúng không ạ? Dạ hơn 30 phút mới xuất tinh. Hơn 30 phút. Đấy là tính cái thời gian mà khi mà đã quan hệ xâm nhập ý, tức là từ khi dương vật mà đưa vào trong âm đạo thì anh phải quan hệ khoảng hơn 30 phút thì anh mới xuất được tinh đúng không ạ? Hay là anh tính thời gian như thế nào? Thì anh từ dương vật đưa vô âm đạo á. Vâng ạ, vâng. Và anh có thấy mệt không? Thì không mệt, sức khỏe không mệt vậy, nhưng mà sao lâu ra mà người yêu cảm thấy đau, người yêu chịu không nổi nên... Người yêu chịu không nổi đúng không? Vâng. Chắc là 30 phút thì nó cũng khô mất rồi, dịch nó cũng không còn đủ để tiết ra nữa đúng không? Xin lỗi là bạn chưa có gia đình à? Chưa. À thế à? Ừ. Cái tình trạng này thì nó từ trước đến nay hay là bây giờ nó mới bị? Từ trước đến nay luôn chị. À, tức là từ trước đến nay là mình đều quan hệ 30 phút chứ gì? Thì mới xuất tinh như thế. Vâng. Nếu như mà từ trước đến nay nó là như thế, chứ nó không phải là mới xuất hiện hiện nay, thì tôi nghĩ là nó cũng không có vấn đề gì. 30 phút thì cũng vẫn ở trong cái thời gian là bình thường, chứ chưa phải là cái trường hợp bệnh lý. Ví dụ có những cái trường hợp mà nó có thể kéo dài tới 45 hoặc là thậm chí là 60 phút thì lúc đấy mới cần phải quan tâm. Nhưng cái mà mình quan tâm ở đây chính là bạn gái nữa. Bởi vì là nếu thời gian mà kéo dài như vậy mà bạn gái không chịu được ấy, cũng cần phải có những cái biện pháp khác. Mình cũng có hỏi là cái chuyện quan hệ bằng oral sex đúng không ạ? Tức là quan hệ tình dục bằng đường miệng đúng không ạ? Dạ dạ. Vâng. Mình lo điều gì ạ? Có lây bệnh gì, có bệnh gì không chị? Quan hệ tình dục bằng đường miệng thì nó cũng là một trong cái cách, bằng những cái phương pháp mà quan hệ tình dục cũng khá là nhiều người áp dụng. Và nó cũng mang lại những cái cảm xúc về tình dục đối với một số người nó cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì nó cũng giống như là ở các cái đường quan hệ tình dục khác. Nó chỉ có thể an toàn nếu như mà sức khỏe của hai người rất là tốt. Không mắc các cái bệnh gì về răng miệng, về khoang miệng. Cũng như là cái đường quan hệ tình dục ở đường âm đạo dương vật thì đấy cũng là có thể là một cái con đường để có thể lây các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Tôi nói ví dụ như là khi mà anh mắc các bệnh có thể lây qua đường quan hệ tình dục, nếu anh như quan hệ tình dục bằng miệng với bạn gái thì anh cũng thể làm lây truyền những cái bệnh đấy cho bạn gái. Ngược lại, nếu như mà bạn gái có mắc những cái bệnh ví dụ như là nấm hay là những cái bệnh viêm nhiễm gì đó ở trong khoang miệng, ở răng, ở lợi, mà nếu mình quan hệ tình dục bằng đường miệng, những cái hành vi nó không tốt có thể gây xây sát, có thể gây xước, thậm chí có thể gây chấn thương cho dương vật, thì nó cũng có thể là ảnh hưởng tới hoạt động cơ quan sinh dục của bạn tình, tùy theo cái đối tượng mà mình quan hệ tình dục nhé. Chính vì thế mà nếu áp dụng biện pháp đấy chỉ thực hiện khi mà sức khỏe của hai người thật là tốt, không mắc các cái bệnh về lây truyền qua đường quan hệ tình dục, cũng như là không... Vậy bác sĩ cho em hỏi một câu nữa, như là em gần ra là cái cộng gân của dương vật em ở dưới nó nổi lên to lắm. Có dấu hiệu gì chị? Khi mà mình chuẩn bị xuất tinh thì lúc đấy là cái lượng máu nó dồn về dương vật nó rất là nhiều. Bởi vì cái thời gian của mình nó cũng khá là dài, tới gần 20 phút. Cho nên là lúc đó cái lượng máu nó dồn về đấy rất là nhiều. Và cùng với đó là cái sự tăng các cái hoạt động để cho nó co bóp, nó có thể xuất được tinh dịch ra ấy. Chính vì thế là cái mạch máu ở đó nó có thể nó nổi lên, nó cũng là bình thường thôi mà mình. Chứ nó cũng không phải vấn đề gì là phải lo lắng đâu nhá. Thế có điều là mình nếu như thế thì cần phải có một cái xem lại cùng với bạn gái. Tôi vẫn muốn nói là mình phải tôn trọng cái cảm xúc tình dục của bạn gái, để xem cái sức chịu đựng của bạn gái như thế nào. Chứ còn nếu như mà bạn gái mà không chịu nổi mình ấy thì nó có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng tình cảm của hai người. Chứ tại vì em không nhậu, nếu mà em nhậu có thể là 45 phút thì sẽ tiến luôn.
Nếu mà thế thì mình mà biết là mình là cái người như vậy thì khi mà mình nhậu thì mình sẽ kiềm chế để mình có thể không quan hệ bạn gái chẳng hạn, bởi vì 30 phút là bạn gái đã khó chịu rồi, là ảnh hưởng đến bạn gái rồi, bây giờ lại tăng lên đến 40-45 phút nữa thì tôi nghĩ là bạn gái sẽ không chịu nổi, và đấy có thể sẽ là một cái nguyên nhân khiến cho tình cảm của các bạn có vấn đề. Vâng, chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, vâng. Vâng, tôi nghe đây ạ. Em có một ý về gia đình, em muốn hỏi chuyên gia chú Đình Đoàn. Vâng, bạn nói cụ thể đi ạ. Vâng, bây giờ gia đình em có cái việc này, vợ em say nắng một người đấy ạ. Vâng. Sau cái lúc mà vợ người ta phát hiện ra gặp em để nói chuyện nhá. Vâng. Thế thì em về, em nói với vợ em, thì em tha thứ rồi, nhưng mà trong cái những cái tin nhắn ấy lại xuất hiện tiếp như này. Em mới đọc cái tin nhắn ấy, em mới không cầm, kiểu như là không kiềm chế bản thân, thế này em đuổi vợ em về ngoài. Vâng. Thế này em nghĩ bảo là bây giờ thì thôi, cái nỗi lầm thì ai cũng có, em nên trình bày với bố mẹ vợ, mới nói với vợ là tôi về cùng anh nuôi dạy con. Nhưng bây giờ tâm lý vợ nhà em ấy thì được, lúc thì nó nói là về hay không cho em, mà nó nói người khác là nó không về, mà nói với con của chúng em ấy bảo là mẹ chưa về được. Thì bây giờ em không biết là cách nào, mà mong chuyên gia Đình Đoàn tư vấn ạ. Vâng, tôi hiểu là bạn cũng đang rất là bối rối. Vợ thì say nắng đúng không ạ? Mình cũng đã tha thứ, tuy nhiên thì vẫn có những cái chuyện nó lục đục xảy ra. Vâng, và bây giờ bạn cũng chưa biết cái hướng giải quyết như thế nào. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh ạ. Rồi, chào chú ạ. Ừ, bao nhiêu tuổi rồi con? Cháu sinh năm 2004, năm 2009 ạ. Ồ, thế à, còn trẻ nhà. Thế vợ là ba mấy? Vợ cháu sinh năm 89, năm 2004. 34, mấy con rồi? Cháu ba đứa, đứa lớn là học lớp 8, thằng cu thứ hai là học lớp 6. Lấy nhau mười mấy tuổi? Đâu, cháu nay 39, cháu nay vợ năm 25 tuổi, vợ cháu 20 tuổi. 20 à, ôi trời ơi, thế hả? Vâng. 20 mà ba con đúng không? Thế xong rồi là vợ thì say nắng không phải do vu vơ, mình cũng biết đàng hoàng. Vợ kia, anh bạn trai kia có đến mách cho mình đúng không? Vâng, vì đầu tiên là nhắn tin chồng gọi tâm sự nhau, chồng con thì con gái cho nó biết, nó khóc. Nó khóc, phát hiện ra thì lại bảo là mẹ không để các con trượt, thì con đừng nói với bố. Thế là đến lúc mà lần thứ hai thì vợ người ta phát hiện ra. Thì người ta gọi đến thì người ta cũng nói chuyện, cũng xin xỏ người ta, cũng không được nói gia đình nhà chồng với nhà chồng. Với cái tháng 6 này là mua điện thoại để gọi cho nhau. Thì vợ người ta mới phát hiện ra, mới bảo là, có nghĩa là người ta nói là em tưởng chị chừa rồi, nhưng mà bây giờ lại mua điện thoại, sim điện thoại để gọi điện cho nhau, chặn hết Zalo, Facebook để mua số để gọi riêng cho nhau để đỡ mình nộ ấy. Rồi. Vâng, trong lúc thì cháu phát vợ người ta gặp rồi, cháu phát hiện ra thì cháu về nói rất nhỏ nhẹ, nhưng mà chỉ được một tí thời gian là tính lại thay đổi, cứ cáu gắt với chồng con ông nọ kia. Rồi, tóm lại thì cũng đã thừa nhận và cũng đã rút lui về bên ngoài ở rồi đúng không? Đâu cha, đây là cháu đuổi bên ngoài vì vì lúc là cháu phát hiện. Vâng, cháu chỉ hỏi câu là thế em có nhắn tin chồng vợ với người ta không? Thừa nhận hết. Nhưng mà bây giờ như vợ cháu nó quay như nó không có việc gì, nó chưa bắt được nó đi nhà nghỉ. Đấy, thì nó cứ quay lênh ngang như thế. Thì đâu thôi, cái gì thì Ngọc cũng có biết con người phải thay đổi sửa lỗi được, anh chấp nhận anh tha thứ. Bây giờ con cái nó lớn rồi thì về tập trung cùng anh nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình. Thì cháu lên thì cháu hạ mình xuống để nói chuyện với ông bà ngoại, cũng xin lỗi ông bà ngoại. Rồi, thôi thế này này, thật ra thì chú nghe chuyện rồi. Về phía mình thì phải nói là cực tốt. Phải nói là hiếm có những người mà khi đến chuyện như thế rồi xong vẫn còn em ơi về đây để vợ chồng cùng nhau nuôi dạy con rồi chúng ta thế nọ thế kia, rất là tốt rồi. Có hai việc mà cần phải trao đổi với cháu một tí. Thứ nhất, mình kiểm điểm lại đi xem mình thì tốt rồi, ngoài cái tốt ấy ra các thứ khác có được không? Mình có yếu quá không, có lười quá không, không có kiến... không, cái về vấn đề kinh tế thì cháu làm rất ổn định luôn. Bản thân cháu thì đi làm thì cứ làm xong lại về thôi. Chứ không có trai gái na cà gì cả. Tốt rồi. Có trách nhiệm với các con, các con nó cũng quý bố đúng không? Nó rất thương ạ. Từ hồi biết việc này nó rất là thương. Tốt đấy, mình cứ sống rồi các con nó ghi nhận rồi nó biết được. Về phía mình thì đang nói rằng mỗi khi có cái chuyện sộc sạch ở trong gia đình thì là một cơ hội để cho người trong cuộc ấy kiểm điểm lại mình. Ví dụ như mình cũng chỉ có lao vào kiếm tiền, thành ra mình cũng ít quan tâm đến cô, thành ra cô đói khát quá, cô phải đi chat chít với người khác để kiếm thêm tí tình cảm hay là thế này thế khác, nếu có thể khắc phục. Về phía cháu mà cháu đã tự nhận thế thì không có vấn đề gì. Cái việc thứ hai là thế này.
Chắc chắn là nghe đúng như lời cháu nói thì nghĩa là vợ cháu và cái anh bạn kia cũng phải có tình cảm. Mà say nắng say nó cũng phải say mức độ nó hơi cần phải uống thuốc rồi, đúng không? Nó không phải là như một cái dây mà thôi bây giờ thôi cắt đứt một phát là được. Trong đầu hãy còn ngẩn ngơ lắm, vẫn còn có thể tơ tưởng đến nhau lắm. Bởi vì có chắc là nó cũng mới đang ở cái giai đoạn tán tỉnh vợ ơi, đêm qua không ngủ được rồi, nằm bên cạnh vợ anh mà chỉ nhớ đến em thôi chẳng hạn. Rồi bên này cô này cũng lại bảo rằng là nhìn thấy ông xã nhà em ngủ ngáy khò khò mà ước rằng đấy là anh. Đây nói ví dụ thế thôi, tức là họ đang ở cái giai đoạn say nắng mà. Thế cho nên là nó cứ còn dây dứt lắm. Bây giờ mà dọn bể về ở với cháu ấy, mà trong lòng mặt nó cứ nghệt ra, trong nó vẫn còn tơ tưởng mà, rồi nó cũng sẽ lộ ra mà nó cũng chẳng hay ho gì. Tất nhiên với những người phụ nữ chín chắn, người ta hiểu rằng đây là một cơ hội. Thật ra đúng là chồng mình là một cục vàng đây. Thôi có say nắng say mưa thì cũng cố nén vào. Anh đã sang anh nói thế thì làm cơ hội để mà về, rồi mình giải quyết dần cái vụ say nắng cảm nắng kia. Thế nhưng mà cô cũng còn trẻ, thành ra mẹ cộng với tí yêu đương, thành ra người nó hơi bị mụ mẫm. Hãy để cho cô ấy có thời gian. Nếu như đây nó chỉ là say nắng thôi thì cái say nắng rồi dù một tuần hay ba ngày hay năm ngày rồi nó cũng phải khỏi. Cháu muốn hỏi này là cháu cho đến Tết này nó là khoảng tầm 5 tháng rồi. Đấy, cháu cũng thỉnh thoảng cháu lên. Cháu lên nhưng mà cháu muốn ngồi hai vợ chồng nói chuyện riêng với nhau, nhưng mà cô ít khi cô gần lắm. Để muốn hai vợ chồng nói với nhau để cái tâm tư để cùng tìm cách giải quyết. Thế ngày nhưng xưa mà có gần nhau không? Thế mà bây giờ thì lại còn không muốn ngồi cạnh chồng nữa. Vâng. Ừ, rồi. Ngồi riêng thì không quá nhiều, có bố mẹ là ngồi. Đúng rồi, có bố mẹ ngồi, chứ còn ngồi đối mặt thì một là xấu hổ mặc cảm, hai nữa là sợ mình tức, ba nữa là có thể sợ lộ, bởi vì có thể biết là chồng mình là người rất là tinh ý nhạy cảm, nhìn mặt vẫn phát hiện ra là còn đang tơ tưởng một anh nào khác, cho nên không dám đối mặt. Cái người có tật nó hay giật mình ấy mà. Thế cho nên là thôi mình cũng phải hiểu rằng là chưa khỏi hẳn đâu. Thế thì cho nên sang bên ngoại điều trị như thế cũng tốt, để nó có thời gian để mà ngẫm mà ngợi. Đặc biệt là ông bà ngoại thế nào, thái độ ông bà ngoại có bênh con gái không? Bà ngoại cháu thì hôm nay cháu đuổi lên đấy thì hôm sau mua tủ mua giường. Ừ. Đấy, và đón con gái về. Nhưng mà ví dụ như là ông ngoại có nói rằng là ừ thôi bố rất là ngượng, bố xấu hổ, bố xin lỗi con, bố chẳng dạy con gái bố như thế thôi, chúng mày ăn ở với nhau thôi thì cứ để nó ở đây một vài bữa rồi để bố mẹ dạy dỗ rồi sẽ đưa đón nhau về không, hay là lại quắc mắt lên chửi mình? À không, ông ngoại con thì không nói năng gì cả. Thế mà nói được như thế thì cháu lại nghĩ nó cảm thấy rất bình thường. Nên nắm lúc thì đầu tiên nó xảy ra chuyện này cháu muốn lên gặp nhưng mà ông tránh, nhưng mà hôm nay là đột sợ cháu lên nhưng con muốn ngồi nói chuyện với bố mẹ. Cháu cũng trình bày hết như thế thì ông ngoại thì bảo là các con không bỏ được nhau đâu, thì còn ba đứa con ấy đấy. Thế cháu ấy bảo là thôi bây giờ cái này thì con tha thứ hết, bố mẹ đằng nội nhà con cũng không có gì cả, thì bảo là thôi cháu biết lỗi rồi và xin lỗi bố mẹ để vợ chồng bỏ ban nhau nuôi dạy con cái. Và thì cháu nên cháu nói như thế, bố vợ cháu chỉ nói là chúng mày không bỏ nhau đâu. Thì nói một cái câu như vậy thôi thì cháu chắc là ông thì chủ quan, ông nghĩ rằng là đã lấy nhau có ba đứa con rồi thì chắc cũng khó bỏ, đây nó chỉ là những cơn ốm cơn đau vặt vãnh rồi sớm muộn cũng sẽ qua. Tóm lại thế này này, cháu có thiện chí rất tốt rồi, mình không phải là một cái người mà cạn tàu gió máng đánh đập vợ bạo lực bạo điếc sang chửi bới gì nhà ngoại hay là gây sự gì để ảnh hưởng đến các con nó nhìn nhận mẹ nó, rồi nếu mà ánh mắt nó quá tệ thì cũng không tốt. Nhưng mà cháu cũng đã nói rằng là về mà làm mà ăn mà vẫn không về thì mình chỉ cần nói thế này thôi. Đấy, một là về, hai là em cứ ở bên này em suy nghĩ, em cân nhắc. Nếu em thấy còn cần bố con anh thì mình phải có hạn định. Chứ không phải là kiểu bao giờ thích thì về. Ngộ nhỡ đến lúc mà đi với cái ông kia xong chán đời rồi ông ấy quăng ra ngoài đường rồi ông bỏ rơi bắt đầu cô đơn quá với mò về thì không được. Cháu thì đang băn khoăn đây là cháu muốn ngồi nói chuyện hai vợ chồng nhưng mà cô toàn né tránh thì chua. Chú đã bảo rồi, đang xấu hổ, không dám ngồi đối mặt. Bây giờ nói thế chứ trẻ con mà có lỗi mà bố mẹ bảo ngồi đây, mày nhìn thẳng mặt tao, mày khoanh tay xin lỗi đi là cứ cúi gằm mặt xuống đất ấy mà. Hẳn như cháu mà lại cứ chửi bới đánh đập như một số người thì có khi cô lại đỡ sợ đây, cháu nó lại lịch sự đàng hoàng, đâm ra lại càng run. Cô lại nói với cháu là thà anh đánh em còn hơn. À ừ. Thì cháu lại bảo anh từ trước nay anh lấy em mười mấy năm chưa giờ anh đánh em. Đúng rồi, cái nào anh lấy vợ về không phải để đánh, đúng không? Vâng.
Tuyệt vời. Đấy chính vì cái tử tế của mình mà cô ấy thấy nó hổ thẹn với lương tâm. Thôi để cho người ta nguôi ngoai dần, cái gì cũng thế, bắt nước đang sôi sùng sục cũng cần phải ít nhất 20 phút, 30 phút rồi mới nhúng tay vào. Chứ còn vừa mới bắt ra mà thọc tay vào là cũng vẫn bỏng tuột tay như chơi nhá. Thiện chí của mình có rồi, thế thì cố gắng là không bé xé ra to nữa. Chỉ cần nói rằng cứ ở đây, bao giờ thấy cần thì về, và nhớ nếu có về thì về trước Tết Dương lịch, ví dụ như thế. Vâng, con cũng nói với bà ngoại như thế nhỉ. Bà ngoại của tôi, con cứ để cho bà con hết mà về trước Tết được thì là rất là tốt. Cho các con nó vui vẻ ăn Tết. Còn nếu mà cứ ngẩn ngơ mà tuy là chỉ cảm nắng như sau lại chạy thành viêm phổi xong rồi lại giờ đã đến cái giai đoạn cuối là tiêm kháng sinh nó không khỏi nữa thì thôi thì phải chịu nhá. Tóm lại cứ bình tĩnh đi, nếu như mình mà đã nóng, mình đã điên, mình đã muốn phá thì chắc phá rồi. Chỉ có điều là lúc nào cô ấy nguôi hoặc là cô ấy nghĩ lại, cô ấy thấy cần về thì cô ấy sẽ là người chủ động nhá. Còn mình nói thế thôi, mình cũng không phải quỵ lụy năn nỉ gì. Vâng, hy vọng rằng bạn sẽ giữ gìn được gia đình của mình nhé. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Dạ, alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy? Dạ, câu hỏi của em là em đi làm công ty thì em cũng có quen một bạn. Bạn ấy cũng đã có một đời chồng rồi đó chị. Vâng. Xong rồi cái, thì bọn em cũng có quen nhau được mấy tháng. Xong rồi em thì ở xa, thế là đi làm cái đấy thì ở trọ. Vâng. Thì xong rồi hai người quen nhau thế một thời gian thì cô ấy chuyển về ở với em luôn. Thì hai đứa đi làm cùng công ty cùng gần nhau thì đi làm. Thì cũng yêu nhau tầm được gần một năm rồi. Vâng. Xong rồi thế là do công việc của cô ấy nó kiểu nó áp lực với lại nó cấp trên nó kiểu hay ấy. Thế cô ấy nản ấy, cô ấy lên nghỉ mất. Thế là cô ấy đi làm chỗ khác. Vâng. Thì trong thời gian cô ấy đi làm chỗ khác thì cô ấy cũng có quen một người khác. Xong rồi một thời gian thì tầm 2-3 tháng gì đấy thì em mới phát hiện ra. Em cũng có bảo với cô ấy thì cô ấy bảo là không có gì cả, chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường thôi. Nhưng mà cứ sau rồi dần rồi kiểu cô ấy cứ hay đi chơi ấy. Vâng. Đi chơi rồi bọn em cũng có cãi nhau ấy. Rồi em bảo thế nếu mà cô ấy có người mới thì thôi, hai đứa chia tay thì cô ấy cũng đồng ý. Nhưng mà cô ấy vẫn không chuyển đi, cô ấy vẫn ở với em. Vâng. Thì em vẫn biết là cô ấy có qua lại với người đấy rồi và cũng có đi nhà nghỉ mấy lần rồi. Thì em cũng không biết bây giờ em phải làm như thế nào, tại vì em cũng khá là yêu cô ấy. Vâng. Nên em muốn anh Đinh Đoàn tư vấn cho em bây giờ em nên làm như thế nào. Vâng, bạn cũng đang rất là bối rối, xin chia sẻ với bạn nhé. Bạn gái cũng đã có người khác, tuy nhiên thì hiện nay cũng vẫn ở cùng với mình đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Em không biết phải làm như thế nào. Vâng, luôn. Tôi hiểu là bạn cũng còn rất là nhiều tình cảm với cô gái này đúng không ạ? Vâng, cho nên là mình cũng khó xử. Em vẫn rất còn yêu cô ấy rất nhiều. Câu chuyện của mình sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn nhé. Anh Đinh Đoàn sẽ tiếp chuyện với bạn, xin mời ạ. Rồi, chào em trai. Dạ vâng ạ. Bao nhiêu tuổi em ơi? Dạ, em năm nay 28 tuổi rồi ạ. 28, từ trước giờ có đời người yêu nào chưa? Hay là đây là mối tình đầu? Trước thì em cũng có yêu một vài người rồi nhưng mà... Yêu loáng thoáng thôi đúng không? Không yêu theo kiểu ăn nằm thế này. Vâng, đúng rồi, yêu gọi là yêu, gọi là hẹn hò. Vâng, thì bọn em... Có lỡ lần nào có thai phải phá không? Không ạ, em cũng chưa xác định là lập gia đình mà cô ấy cũng vậy. Cho nên là tại vì cô ấy cũng mới ly dị chồng được tầm hơn một năm thôi. Nên là bọn em cũng không dám để cho có thai ạ. Tức là mình cũng có dùng biện pháp đúng không? Cho nên chưa để có thai. Vâng. Thật ra thế này đấy, có thể em thì em rất có tình cảm với cô ấy và em nghĩ rằng đấy là người yêu của mình và mình khi đã xác định người yêu thì nghĩ sẽ tiến tới hôn nhân và mình sẽ rất là ghen nếu như cô lại đi với người khác. Nhưng mà em phải nhớ cô ấy là một người phụ nữ cũng tóm lại chả còn gì mà mất, cũng đã ly dị chồng rồi, tuổi thì cũng đã từng có đời sống vợ chồng rồi, nay thì cũng rất cần có một người bạn trai ở bên cạnh. Cho nên khi đi làm công ty với dọn ở với em, chẳng cần phải vì tình yêu, cũng chẳng cần nghĩ đến chuyện là mai kia có lấy nhau hay không, nhưng mà ít nhất có đứa nó chia sẻ phòng cho nó vui vẻ. Tóm lại là chưa chắc cô đã nghĩ đến chuyện gì xa xôi hay là gắn bó với em lâu dài. Chứ nếu mà một cái người mà xác định tiến tới với em lâu dài, khi cô chuyển công ty cô cũng sẽ bàn bạc với em. Thế xong hai nữa là một cái làm cái động tác này động tác nọ để cho em rất là tin tưởng
Nhưng mà ở đây thì em cứ kiểm nghiệm mà xem, em cũng bình thường thôi đúng không? Mà cô cũng còn ở với em được, thế thì đi nơi khác thì cũng lại một anh khác, cũng bình thường thôi. Cô lại thấy nó tiện, cô lại gần, cô lại ở chung. Túm lại thì em chưa phải là cái người mà có thể cô ấy chốt trụ lại. Chưa chuyển đi chẳng qua là bởi vì cái đối tượng kia cũng chưa sẵn sàng đón nhận cô ấy. Ở với mình thì đỡ phải đi thuê một cái nhà khác, bây giờ tìm nhà trọ cũng khó, mà hai đứa chung nhau 2 triệu thì mình trả cả, còn hơn là cô ấy lại phải đi chọn một cái nhà khác, đúng không? Cô sẽ dọn đi một ngày nào đó nếu như có một người bạn trai mới hoặc một ai đó mà cô ấy gắn bó lâu dài, cô nghĩ đây là đối tượng cô ấy chốt lại, sẽ là người mà sẽ tiến tới hôn nhân, hoặc là với bạn trai nào đó mà hay ho hơn em và cũng lại có nhà rồi thì cô sẽ xách vali sang bên đó. Mình thật ra nói thì em hơi buồn, nhưng vì em là chàng trai rất trong sáng, mình cũng chưa có trải nghiệm nhiều trong yêu đương, cũng chỉ là yêu rung rinh các bạn gái, và lần đầu tiên thì chẳng cưới vợ lại có vợ, thành ra bây giờ nó đang quen rồi. Nói vui mồm thế, tức là đang quen, có cái cuộc sống về, có người phụ nữ ở bên mình rồi, có ăn cơm thì ăn rồi, tối thì ngủ, thành ra bây giờ tự nhiên mà nó bị mất thì mình cũng hững hụt, đúng không? Thế thôi, chứ còn thì đây là mối quan hệ mà nó khá bấp bênh. Bấp bênh ở đây chính là hai người chưa nhìn về một hướng. Em thì khát khao giữ lại được cô ấy và tiến tới xa, còn cô ấy thì có thể nghĩ em như một bến đỗ, một bến đậu tạm thời. Thành ra như thế, mình thì mong muốn xây nhà, nhưng cô ấy thì coi nhà mình là nhà trọ, mà ở nhà trọ thì có thể lúc này đến lúc khác sẽ đi, chưa dọn đi chỉ vì là chưa thuê được chỗ trọ mới. Nhá, không sao đâu, em hãy nhìn một cách tích cực là nếu như mà lý do nào đó mà cô sẽ dứt đi hẳn thì hãy nhớ rằng là mình cũng còn nhiều cơ hội khác. Mình chàng trai 28 tuổi, biết đâu lại có em 18, 19 thích mình thì sao nha. Vâng, chúc bạn sẽ gặp may mắn nhé và có một tình yêu thật đẹp nhé. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn thân mến, cuộc điện thoại ở Hải Phòng vừa rồi cũng đã kết thúc 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo. Vâng, câu hỏi của em về chuyện tình cảm ạ. Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi ạ. Bây giờ anh ấy đòi hỏi em chuyện đấy nhưng mà em không cho. Từ khi anh đòi hỏi chuyện đấy cho nên chúng em không giãn dần cái mối cách yêu nhau thì bây giờ em anh ấy đòi hỏi nhiều quá, em quyết định chia tay. Bây giờ chương trình cho em một lời khuyên là cho anh ấy để có anh ấy hay là chia tay ạ? Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Xin mời anh ạ. Em mới yêu 2 năm rồi hả? Vâng ạ. Ừ. Gần đây nảy ra cái tính là hay đòi, hay là trong quá trình 2 năm cũng có lúc gã gã gẫm gẫm rồi? Không ạ, gần đây ạ. Ừ, còn trước là nghiêm chỉnh lắm đúng không? Vâng, trước bọn em vẫn học cấp 3 cho nên. À. Vâng. Thế bây giờ thì tốt nghiệp cấp 3 chưa? Thì anh ấy hay đòi hỏi ạ. À thế à. Thường thường những lúc anh đòi hỏi là những lúc như thế nào? Đến ở nhà chơi. Lúc bọn em ở bên nhau, đi chơi cùng nhau hoặc gần nhau ạ. Ừ. Thế xong là thấy phát hiện là đòi nữa, là lần sau là cảnh giác từ xa, không đi chơi, không ngồi gần. Vâng, em ít đi chơi, ít lại gần và em đã nói rất khéo léo với anh ấy nhưng mà anh ấy cứ đòi hỏi cho nên... Em nói thế nào? Em nói thử để biết, em chia sẻ với các bạn gái khác. Yêu nhau thì phải biết giữ cho nhau, chờ học xong rồi lấy nhau thì muốn gì cũng được, nhưng mà giờ đang học cho nên không thể như thế được ạ. Ừ, nói như thế cũng đúng rồi đấy nhưng mà nó cũng hơi cứng tí nhỉ. Lúc người ta đang rất là gần gũi, đang rất muốn gì đấy mà nào nghe như cô giáo đấy, nào cứ thi tốt nghiệp đi, tốt rồi cô thưởng kiểu. Nó cũng không hay đúng không? Có thể có những cái khéo léo hơn. Mình nói rằng là thật ra thì cái cũng biết rằng là yêu nhau, quý nhau mà gần gũi thì cũng nảy sinh tình cảm. Nhiều lúc em cũng có những cái suy nghĩ như thế. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng còn đang học, em rất là sợ chuyện nọ chuyện kia, nếu mà xảy ra sớm thì nó không có cái hạnh phúc tương lai lâu dài. Chứ còn thì anh đừng nghĩ là chỉ có mình anh thích, em cũng thích, nhiều lúc cũng thế nọ thế kia, nhưng em cũng phải kiềm chế. Con gái của em còn yếu đuối hơn mà em còn kiềm chế được anh này. Thế xong lúc ấy việc khác, tức là nhẹ nhàng không cho mà nó vẫn không cảm thấy bực bội quá mức đó, thì mới là cái cách. Chứ còn đứng phát dậy nói rằng là nếu thế thì chia tay vân vân thì cũng không phải là đúng. Thế còn ban nãy em có nói là cái gì nhỉ? Chia tay để bảo toàn cái đó hay là cho đi để được tình yêu đúng không? Thứ nhất là thế này này,
cho cũng chưa chắc đã bảo toàn là tình yêu. Vâng. Cái việc đòi hỏi tình dục không nhất thiết đấy là biểu hiện của cái tình yêu cao độ ở lứa tuổi vâng. thanh niên, đôi lúc vì tò mò có bạn gái, phần lớn là có bạn trai ao ước ở trong lòng là được khám phá thử xem nó ra làm sao. Đấy là vì tò mò, vì những cái thôi thúc của nội tiết ở trong cơ thể nó làm cho bức xúc, cần mong muốn được giải tỏa, chứ không phải là đấy là tình yêu đỉnh cao. Có những đôi gìn giữ nhau cho nhau được 2 năm thì duy trì tình yêu đẹp, mà chỉ sau đấy thì nghĩ rằng là thế thì cho nhau, thế rồi cuối cùng thì cho nhau vài lần thì chia tay nhau thực sự, đúng không? Vâng ạ. Thứ nhất là thế này này, tình yêu đã gìn giữ được từ những tháng ngày đẹp nhất ở trường cấp 3. Bây giờ không có lý do gì vì cái này mà mình có thể chia tay nhau khi cả hai còn tình cảm. Hãy khéo léo ứng xử hơn, một bữa nào đấy nói chuyện thực sự để làm sao để bạn hết sức thông cảm, lần sau đừng đẩy mình vào tình thế khó khăn mà phải từ chối. Thế còn thì cũng nếu như mà anh ấy có những cái, tức là mình đã nói phân tích hết mọi nhẽ mà vẫn có hành động vũ phu mà đòi hỏi đấy bằng được ấy mà, vâng, thì mình cũng phải có những cái cứng rắn nhất định. Thế còn nếu mà cái người nào mà sẵn sàng chia tay, sẵn sàng bỏ mình vì chỉ vì mình không cho, thì nghĩa là anh cũng chả quý trọng gì cái tình yêu của mình mà chỉ quý cái kia thôi, không cho thì lại đi tìm chỗ khác chẳng hạn. Thế thì cái mối quan hệ có mất cũng không tiếc lắm, đúng không? Anh ấy hay có cái kiểu so bì là người ta mới yêu nhau đã cho nhau, đằng này mình yêu nhau 2 năm rồi không tin nhau, không cho được nhau. Nói với anh rằng là thế thì anh ơi, thế anh đi tìm cái cô nào mà không cần phải yêu nhau 2 năm mà chỉ gặp một lúc cô cho luôn đi. Vâng, cũng có lúc em nói như thế vui thì anh ấy lại cười. Phải làm những cái câu nói, những cái câu gì mà để người ta cười, chứ đừng nóng bừng phừng mà bỏ về. Bảo anh đừng so sánh như thế. Cái yêu nhau khác, thế còn cái tình cho không biếu không á, anh có thể ra đường anh gặp một người nào đấy có khi hỏi người ta cho cái đó, nhưng mà chẳng có tí tình cảm gì, anh có muốn được yêu hay là chỉ muốn cái chuyện nọ chuyện kia đấy, nó phải lái sang cái chuyện thế nhỉ, đừng để anh ấy đẩy mình vào cái thế bi động. Nhưng mà anh ơi, nếu mà anh ý kiểu như là đòi hỏi mà có người yêu, anh nghĩ cái kiểu là có người yêu cũng như không ý, anh ấy cứ đòi bằng được thì em phải làm thế nào ạ? Cái này thì không, anh không thể nói là cho đi hay là không cho đi. Em là người quyết định cuối cùng. Nếu như yêu nhau tới mức mà không bỏ nhau được, và thật ra cũng có lúc mình cũng nghĩ đến cái đó, không chỉ anh ấy thèm mà mình cũng muốn, thì phải bàn, phải chuẩn bị tư tưởng tinh thần, đọc sách báo và trang bị cho mình kiến thức để phòng tránh thai và phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nhá. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi đến từ Nghệ An. Alo. Em còn bạn trai nhá. Đi chơi thì trong lúc không kiềm chế thì bọn em có quan hệ tình dục đấy ạ. Vâng. Nhưng mà sáng nay em lại thấy mình ra máu nhiều ạ. Vâng. Em hơi lo lắng nên là em đã uống thuốc tránh thai rồi đấy ạ. Vâng. Mà em không biết là gì. Vì ra được kích thích nên là đến chu kỳ ấy ạ. Vâng, lần quan hệ tình dục đầu tiên và đã bị ra rất là nhiều máu và điều này khiến bạn rất là lo lắng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn và sẽ có lời khuyên cho bạn ạ. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Thế chu kỳ kinh nguyệt của em thì đến chưa? Dạ, sắp đến rồi. Thường là nó vẫn không đều, đúng không? Ừ, thế và bây giờ rất là lo, đã chót quan hệ tình dục rồi. Đấy, cái quan hệ tình dục mà ngoài hôn nhân nó để lại cho nhiều cái lo lắng lắm như thế đấy. Thế thì sáng nay nó ra nhiều máu thì cũng không biết là có phải tại cái chuyện quan hệ ngày hôm qua không, đúng không? Nhưng nếu tại cái chuyện quan hệ thì nó sẽ ra từ ngay sau đó và trong đêm rồi nhá. Và thông thường là nó chỉ ra ít thôi. Nếu mà do rách màng trinh ấy thì nó chỉ do ít thôi. Thế nhưng mà trường hợp này thì mình lại ra rất nhiều, như là có kinh nguyệt. Thế thì phải chú ý xem thêm thôi, theo dõi thêm nhá. Nếu mà nó lại đúng vào một cái chu kỳ kinh nguyệt rồi ấy, thực sự của em ấy, thì cái điều đấy là mừng hay lo, em có biết không? Dạ, không ạ. Điều đấy thì có nghĩa rằng là cái khả năng mang thai của mình là nó cũng ít nhá. Đấy, thế nhưng mà cũng có thể rằng là không phải vào chu kỳ kinh nguyệt mà ra nhiều như chu kỳ kinh nguyệt, thì có thể là em đã mắc một cái bệnh nào đấy, hoặc là viêm nhiễm, hoặc là có một cái u nào đó ở âm đạo rồi.
Thế thì bây giờ không chưa nói được cái gì mà mình phải theo dõi tiếp thêm. Có phải đúng là trùng vào một cái đợt chu kỳ kinh nguyệt không nhá? Và cái quan trọng là rút kinh nghiệm cho lần này, khi mà có coi cái quan hệ tình dục với bạn trai mà ngoài hôn nhân ấy, thì nó rất là nhiều điều xảy ra. Nó có thể mang thai, nó có thể bị bệnh, và đầu tiên là nó gây cho mình lo lắng, mất ăn mất ngủ như vậy. Vậy thì nếu không đừng được thì phải tìm các cái cách mà quan hệ tình dục cho nó an toàn nhá. Ừ, thế chúc hai em có kế hoạch thật là tốt nhá. Vâng, cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc gọi đến từ Hà Nội. Alo, chào bạn trẻ đến từ Hà Nội. Rồi, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là chồng em có một cô bạn, một cô bạn gái khác, thì đấy qua một cú điện thoại là như thế. Em về em bảo là không ấy, thì chị cho em một lời khuyên về em nên phải như thế nào ạ? Chồng của bạn có một cô bạn gái khác á? Vâng ạ. Sao bạn biết? Thế chỉ qua một cuộc điện thoại tình cờ một hôm em biết là như thế. Vâng, và bạn nghĩ đấy là bạn gái của chồng à? Vâng, đi có người thấy đi như rồi, cách đây 2-3 tháng này rồi. Bây giờ thì em bảo thì bây giờ thì khi bảo thì chứng nhận là chỉ là bạn bè thôi, thì chồng em vẫn không nhận là có tình cảm gì. Chị cho em một lời khuyên nên như thế nào? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình, sẽ trò chuyện cùng người bạn nhé. Ồ, chào em, mình có đi làm không? Em không, em ở nhà thôi ạ. Ừ. Chồng em thì đi làm ạ. Ừ, ông làm gì có to to không? Ví dụ giám đốc hay trưởng phòng hay là có một cái chức vị gì không? Không anh ạ, chỉ làm về xây dựng thôi anh ạ. À thế à? Vâng. Mình chỉ có ở nhà làm nội trợ, nuôi con đúng không? Vâng ạ. Ông là người đi kiếm tiền chính mang về. Vâng. Mình thấy ông có một cái cuộc điện thoại lạ của một cô gái và mình có theo dõi. Vâng ạ. Và biết đấy là một cô bạn gái. Vâng. Cha hỏi thì cả anh ấy lẫn cô kia đều nói là chỉ là bạn bè. Thì em có nhắn tin nói cô gái kia là bây giờ cùng là phụ nữ đấy, thì bây giờ cô ấy có một người chồng cũng như thế, thì cô phải nên nghĩ thế nào. Và từ em chỉ khuyên cô ấy như thế, thế nhưng mà xong cô vẫn cứ tiếp tục vào á. Ừ, vào là vào cái gì? Tiếp tục đến nhà em á? Không đến ạ, nhưng mà kiểu điện thoại mới cả nhắn tin ạ. À, điện thoại nhắn tin xong rủ anh ấy đi. Vâng. Đúng không? Theo mình nghĩ thì đây là phải cặp bồ rồi. Vâng. Chứ không chỉ là bạn gái bình thường, đúng không? Vâng. Ừ. Thái độ của anh ấy đối xử với vợ con khi về gia đình thế nào, tốt không? Vợ chồng em vẫn hạnh phúc ạ. Đấy, cái điều quan trọng nhất là vợ chồng mình vẫn hạnh phúc. Thế còn thì mình là phụ nữ, nhất là mình lại không đi làm, mình chỉ ở nhà. Mình làm sao mà theo dõi được anh ấy đi với ai ở đâu, nhất lại là xây dựng nữa. Nay công trường này, mai công trường khác, có hàng trăm các mối quan hệ khác nhau. Tức là cái cơ hội để mình theo dõi, mình rình rập không phải là cái việc chính, và mình cũng không thể làm được, đúng không? Vâng. Nó ảnh hưởng tới cái việc gia đình. Và điều quan trọng là anh ấy vẫn còn trách nhiệm với gia đình. Thứ nhất là phải tin tưởng rằng là đấy chỉ là bạn bè, đặc biệt là đàn ông. Người ta cũng có thể có quyền có like người này, đèo người khác. Chứ không có nghĩa là cứ like với đèo là đã lại đi thế nọ thế kia với nhau. Và một điều nữa là ngay cả trường hợp nếu như họ có gì với nhau thì mình cũng không làm gì được. Nếu như bản thân anh ấy cố tình mà gọi là che giấu, đúng không? Thế còn một điều nữa nên nhắc thế này: không làm ầm làm ĩ, không gây chuyện là gọi là bực mình, và bản thân mình cũng phải tu chỉnh lại. Bởi vì đôi khi đi ra đường, người đàn ông tiếp xúc với nhiều người phụ nữ, người ta thế nọ thế kia, mặt hoa da phấn trông này, ăn nói nhẹ nhàng gọn gàng, mặc đẹp lịch sự về nhà. Nếu mà thấy vợ mà cứ bởi vì đôi khi mình ở nhà mình làm công việc nhà mà mình cũng quên đi mất giữ gìn cái hình thức nhan sắc của mình, thì đấy cũng là một cái thiệt đấy. Vâng. Ồ, như vậy là để cho ông ấy thấy giật mình một cái á. Mình đôi lúc bữa nào đấy mặc một cái váy mới, tự nhiên ông ấy bảo: ui dồi, sao nay xong xinh thế. Thế hay là đi làm đầu, ép tóc một chút chút gì đấy, ăn thì mãi cũng hết, tiêu thì cũng hết nhiều, nhưng mà làm một chút gì đấy cho nó đổi mới bản thân đi, để cho ông chồng giật mình thấy rằng: ồ, thế mà chồng từ trước giờ cũng biết, nếu mà có cái tân trang vào tí xinh phết chẳng hạn. Đấy cũng là cái cách mà mình phòng tránh từ xa, để mà không có kẻ địch xâm lược ấy. Thì ngoài cái chuyện là tìm cách mà rình rập người nọ người kia, nhắn tin người nọ người kia, khuyên bảo người ta, còn một cách nữa chính là tăng cường cái nội lực của bản thân mình hấp dẫn, cửa nhà quạnh quẽ tử tế, con cái ngoan ngoãn,
thì đấy là một cái gọi là pháo đài vững chắc để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thế còn mình đừng có quá chú trọng đến các cái mối quan hệ ở bên ngoài của anh, như bởi mình không có cơ hội để mà theo dõi hay là nắm bắt được tất cả các mối quan hệ ấy đâu. Đừng vì những cái lờn vờn suy nghĩ linh tinh mà mất những cái hạnh phúc đang rất lớn có ở trong tay nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúc gia đình bạn có cuộc sống hạnh phúc. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Phú Thọ. Câu hỏi của bạn là gì thế? Em là một cô gái trước làm cùng nhau đấy ạ. Vâng. Thì em với cô ấy thì nói chung là với nhau mà chung là cũng yêu nhau rồi, nhưng mà cũng chưa nói ra. Vâng, thì nói chung là bọn em thì cũng rất là muốn đến với nhau, nhưng mà bây giờ thì có một cái cô chủ đấy, chúng em đang làm trong một nhà tư nhân. Bây giờ thì cô ấy về quê rồi, nhưng mà chúng em làm trong một nhà tư nhân, nhưng mà cô chủ thì cô bảo là nói chung nhìn mặt cô ấy thì rất là buồn, đôi mắt thì lúc nào cũng muốn rơi lệ đấy ạ. Vâng. Nếu mà cô chủ quý em thì bảo nếu mà mày lấy nó thì rồi khổ, mà nếu cả hai đứa khổ đấy thì em bây giờ em cũng rất muốn xây dựng hạnh phúc cho cô ấy. Lấy rồi thì sau này hai đứa không hạnh phúc thì em rất là lo, tức là có nên lấy với không ạ. Vâng, tức là bạn và cô bạn gái đó hai người đều có tình cảm với nhau. Vâng ạ. Tuy nhiên thì bạn lại băn khoăn một chút là có lời khuyên của một người thứ ba là hai người nếu mà lấy nhau thì sẽ khổ đúng không ạ? Vâng ạ. Sẽ không được hạnh phúc như mong muốn. Bạn rất là đang băn khoăn là không biết là nên tiến xa hơn trong tình cảm hay là nghe lời cô chủ kia đúng không ạ? Bởi vì em cũng rất là yêu cô ấy nên là bây giờ nếu mà mình sợ mình lấy cô ấy không thể hạnh phúc cô ấy thì cũng không thế nào rồi ạ. Tôi hiểu ạ. Bạn hãy chia sẻ cái tâm sự của mình với chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn nhé. Anh sẽ cho bạn một số lời khuyên, xin mời anh. Em ơi, ban nãy em có nói là cái cô chủ nhà mà cái gì mắt cô buồn đẫm lệ rơi lệ, xong cô ấy nhìn em rồi cô ấy phán một câu là nếu em mà lấy cái cô bé mà về quê rồi ấy, thì sẽ khổ đúng không? Vâng ạ. Cái cô chủ ấy bao nhiêu tuổi hả em? Cô chủ ấy năm nay cũng khoảng độ hơn 50 tuổi rồi. À thế hả? Em lo rằng là nếu mà lấy cái cô mà mình đang yêu thương thì sau này ngộ nhỡ nếu không mang lại hạnh phúc cho cô thì khổ thân cô ấy đúng không? Vâng. Ừ. Theo em thì cái gì làm nên hạnh phúc? Em thì thực sự thì em cũng rất là khó, nhưng mà nếu mà em nghĩ là nếu mà hai người yêu nhau mà cùng chung nhau những cái bước qua những cái khó khăn trong cuộc sống mà vừa thương yêu nhau vượt qua những khó khăn đấy thì là một hạnh phúc của tình yêu rồi. Ừ, thế em có một cái to nhất đó là tình yêu cả hai phía mà em nói rằng em rất thương cô, rất yêu cô đúng không? Vâng ạ. Thế còn thì cái cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khó nó là một chặng đường rất dài. Thế cái khởi đầu của mình khá tốt rồi, tức là có tình yêu rồi đến với nhau, có mong muốn được chia sẻ với nhau. Thế còn thì không ai dám nói chắc bất cứ một điều gì. Tuy nhiên thì nếu đồng sức đồng lòng như em nói thì cũng có thể có hạnh phúc. Chứ đâu có phải dựa vào một cái cô mắt buồn buồn mà cô phán mà câu mình đã lo đúng không? Vâng. Có thể cô ấy nắn gân cô thử xem là em có yêu cô kia đến mức độ nào không. Với những người mà người ta yêu nhau rất là thật lòng ấy, thì người ta nghĩ rằng cái nỗi bất hạnh lớn nhất đó là yêu nhau mà không lấy được nhau. Thế còn thì nếu mà đã yêu nhau, lấy được nhau rồi thì chẳng có cái gì là cái đáng sợ nữa. Vâng ạ. Ừ, thế với thì có lẽ là lúc mà xa cô cho nên ra người yêu nó hay nghĩ luẩn quẩn rồi là thế nọ thế kia. Mình mới nghĩ lẩn mẩn thế, chứ còn mấy bữa nữa là về Tết xong gặp cô rồi hai em có thời gian dành cho nhau đi chơi rồi nọ kia đấy. Củng cố tình cảm lên lúc ấy có thể em cái nỗi sợ vu vơ kia nó sẽ át đi đúng không? Vâng. Nhân đây muốn nói thêm một điều này, ngay cả những đôi vợ chồng là bây giờ trước khi kết hôn thì thường thường người ta cũng hay đi xem số, xem bói đúng không? Đây mà nhà bà chủ này thì hay nói thường là cũng rất là mê tín ạ. Ừ, thôi. Cũng hay mê tín mà cũng rất là nói về nói chung là số hay là xem hợp tuổi cũng rất xem. Rồi. Số thì em cũng không tin, nhưng mà về cái kiểu như là những cái lo hiện hiện thế giới trước mặt, tức là nhìn mặt cô ấy thì rất là buồn đấy ạ. Ừ. Thì em cũng rất là lo ạ. Thế này, anh đang nói rằng là có rất nhiều đôi mà khi trước khi kết hôn ấy, người ta cũng đều đi xem bói, ông thầy vẫn bảo là hợp nhau lắm, tốt lắm, bằng tuổi năm rưỡi ra mà ăn, rồi hai cái tuổi này là bổ sung cho nhau, mai kia giàu lắm. Nhưng mà lấy nhau một năm, hai năm đã thấy xích mích rất lớn, xong rồi một vài năm rồi sau thì tan vỡ hạnh phúc gia đình. Vâng, thế còn thì có những đôi cũng ông thầy cũng bảo là lấy nhau thì sẽ xung khắc, một người này thì sẽ thế nọ thế kia, nhưng mà rồi người ta cũng cứ thử kiên quyết lấy nhau và rồi cũng chẳng sao làm sao cả. Nhưng cái này là cái tương lai rất là khó đoán, cho nên thường thường người ta cứ nắn gân, thường thường người ta cứ dọa bóng dọa vía những cái người mà không có kiên định lập trường ấy mà.
Ừ, thế nhưng mà anh tin rằng là em không đến nỗi như thế. Ban nãy em có nói đến cái đoạn là cô bé mắt buồn, tức là cô người yêu của em hả? Vâng, vâng. Ừ, em có biết làm sao cô đôi mắt ấy buồn không? Em thì em chỉ nghĩ ở đây thì cái đôi mắt buồn thì chẳng qua là khi sinh ra thì người ta nó cái nó như thế thôi, chứ còn thì buồn vui thì là nó kiểu như là nếu mà cuộc sống của mình đấy thì hạnh phúc hay không thì em thì thật cũng không tưởng biết tin lắm. Em nghĩ hạnh phúc của mình thì thường là do mình thì chẳng ai ủng hộ mình đấy ạ. Ừ, ui, em nói rất là hay mà rất là trúng. À, thế này này, cái buồn hay cái vui ở đôi mắt ấy nó do cái phụ thuộc cái mắt người nhìn chứ không phải là ở mắt cô ấy. Có thể một chàng trai khác nhìn thấy mắt cô ấy tươi vui, nhí nhảnh, hồn nhiên, tự tin. Thế còn trong con mắt em thấy sao mắt cô buồn buồn thế? Nhưng thế mà cũng như là cô ấy cũng hay khóc đấy ạ. Ừ. Giống như là trước làm nhau thì có những cái chuyện gì buồn thì cô ấy kiểu cũng khóc, cũng rơi lệ luôn đấy ạ. Trời. Nên là cũng rất là khó nói. Ừ, con gái buồn khóc một chút cũng dễ thương đúng không? Tuy nhiên nếu em yêu cô ấy, thương cô luôn luôn ở bên cạnh cô ấy, chia sẻ với cô rất nhiều thứ, em sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, và đôi mắt buồn kia dần sẽ hết, sẽ trở thành đôi mắt rất là vui, rất là tự tin đúng không? Vâng. Chứ còn nếu mà mình cứ thể hiện cái lo sợ rồi thế này thế khác thì đúng là làm cho cái đôi mắt ấy buồn lại còn buồn thêm đấy. Và hy vọng rằng là dịp Tết này sẽ là cái dịp mà các em sẽ củng cố được tình cảm và khiến cho em sẽ tự tin hơn khi đến với cô ấy. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đã trả lời câu hỏi vừa rồi, và cũng xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc gọi tiếp theo đến từ Đắk Nông. Alo, chào bạn trẻ đến từ Đắk Nông. Vâng, em chào chương trình, chào chị. Câu hỏi của bạn là gì thế? Câu hỏi của em không biết tại sao là em 2-3 tuần nay rồi mà tại sao tình cảm quan hệ vợ chồng, nhưng mà tại sao bây giờ em không có cái hương phấn gì nữa, với lại bản thân cái dương vật của mình bây giờ nó cứ im không thấy gì. Vâng, hai bạn lập gia đình lâu chưa ạ? Lập gia đình lâu chưa? Được 5 năm rồi. 5 năm đã có con chưa? Em được một cháu 4 tuổi. Vâng, cái hiện tượng đó mới xảy ra đúng không ạ? Vâng, vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng phải... Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ giúp bạn nhé. Vâng, mời chị. Chị chào em. Vâng, chào chị. Rồi, thế là cái vấn đề khó nói của mình nó mới xảy ra cách đây 2-3 tuần thôi đúng không? Vâng, vâng. Ừ. Trước kia thì vợ cháu vẫn quan hệ bình thường, nhưng sao là 2-3 tuần nay là... Thế trong 2-3 tuần nay có cái gì xảy ra đối với em, đầu tiên là đối với em không? Về công việc này, rồi về tinh thần này, rồi về tình cảm này, có cái gì nó mới xảy ra không? À, không, không chị. À, thế à. Quan hệ hai vợ chồng vẫn tốt. Vâng. Ừ. Thế và 2-3 tuần nay thì nằm cạnh vợ mà không thấy có cảm xúc gì á? Vâng, không thấy có cảm xúc gì, mình không hứng thú gì cả. À, không hứng thú gì cả, có phải là do mệt quá không? Không, chả phải là mệt. Thế nằm cạnh vợ thì cái biểu hiện là về mặt cơ thể như thế, thế còn về tình cảm thì thấy như nào? À, thì vẫn như thương vợ bình thường. Nhưng mà lúc đấy thì nghĩ cái gì nhỉ? Không nghĩ cái gì cả thì chắc là nó cũng không tự lớn lên như là em mong muốn đâu, đúng không? Bởi vì như thế này, cũng có thể là do mệt mỏi, cũng có thể là do suy nghĩ, và cũng có thể là mình cũng chẳng muốn gì cả. Thế và để mà có cái ham muốn gần vợ rồi là quan hệ với vợ ấy, thì cái sinh lý của cái quá trình đó nó diễn ra 4 giai đoạn cơ. Thế và để đến cái giai đoạn mà như em mong muốn ấy là cương cứng thì nó ở giai đoạn thứ 3. Mà muốn được có giai đoạn thứ 3 đó thì trước tiên là nó phải có những cái diễn biến từ từ. Ví dụ như em nằm cạnh vợ, mình phải có yếu tố mà môi trường hoặc là tinh thần nó làm cho mình phấn khởi, mình thích, mình ham muốn đã, đúng không? Và từ ham muốn thì ở trong cơ thể mình nó mới bắt đầu diễn biến ra một cái quá trình nó gọi là kích thích, và quả ớt của em ấy nó mới lớn dần lên. Nó thằng nó không nhạy trước, ví dụ như bây giờ mình có nghịch má nó trẻ hơn, có nghĩa là ngóc lên tí. Thế à? Ừ, thế thì có lẽ là nếu như mà những cái điều chị vừa nói, tức là em không gặp phải và em cũng đã có cố tình kích thích rồi, thì bây giờ lại phải đi tìm nguyên nhân thực thể của nó xem là làm sao. Vậy thì em nên đi khám đi. Ở chỗ Đắk Nông thì có bệnh viện tỉnh nào đó, đúng không? Thế em đến và em xin khám ở khoa tiết niệu, và đặc biệt ở khoa tiết niệu lại có cái phòng khám chuyên về nam học ấy, thì em có thể đến đó em khám, thì các bác sĩ sẽ tìm hiểu xem là nguyên nhân của nó là do viêm này, hay là do nội tiết này, hay là do cái yếu tố nào đấy, thì từ đó mới xác định được và mới biết cái cách để mà chữa trị em nhé. Vâng, cảm ơn chị chương trình nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Alo. Lô, em chào chị ạ. Bạn có thể nói qua câu hỏi của mình đi. Dạ, em và bạn gái của em yêu nhau cũng được 2 năm rồi á. Vâng.
nhưng mà gia đình cứ ngăn cản á. Vâng. Lý do của gia đình ngăn cản là sao, bạn có biết không? Thì là cô ấy nhỏ bé quá. Vâng, chỉ vì mỗi hình thức thôi ạ. Vâng. À, anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình, sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Xin mời anh. Ừ, chào em. Chào anh. Yêu 2 năm rồi mà 2 năm ấy có cụ có chê không, hay là gần đến lúc mà định cưới thì mới bị chê? Em yêu nhau cũng lâu rồi nhưng mà em mới đưa bạn gái em về ra mắt rồi. À thế hả? Dạ. Cô có nhỏ thật không? Em thấy cô có nhỏ. Cô đó nhỏ xinh xinh. Ừ đấy, nhỏ xinh xinh thì ai chả thích đúng không? Bao nhiêu cân hả? Có đến 35-40 cân không? Cô đó 43 cân này. Trời ơi, thế là đâu gì nỗi mình nhỏ quá. Em thì có lớn không? Em 1m7 ấy. Ừ, cũng bình thường, cũng không quá cao. Các cụ cũng bảo rồi, từ trước đến nay người đàn ông hay người chồng có cao lớn hơn người vợ một chút cũng là lẽ thường tình. Em muốn hỏi chương trình là làm sao để thuyết phục gia đình? Thứ nhất là nếu như giá như bố mẹ mà ngăn cản vì chuyện là cô này mất tư cách đạo đức, cô này có lối sống buông thả, cô này có những cái gì đấy mà thật sự nó đáng kinh khủng ấy, thì mình cần suy nghĩ lại. Nhưng cái trường hợp này là chê chỉ vì nó nhỏ, vì thật ra các cụ thì cũng nghĩ rằng là phụ nữ thì phải to to một tí thì sau này thì sinh đẻ nó cũng dễ dàng. Và cái thứ hai nữa là nếu mà nó có sức khỏe thì sau này em đỡ vất vả phải phục vụ cô ấy. Nói thế thôi nhưng mà rất nhiều người trông thì cao to lừng lững ra vậy nhưng mà cũng lại hay có bệnh có tật. Ngược lại cũng có những người phụ nữ suốt cả đời chỉ 40 cân, nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà lại dẻo dai. Sức khỏe người ta không tính bằng chiều cao với cân nặng mà bằng cái sức bền, sức đề kháng rồi vân vân, đúng không? Em cứ kiên trì và cho cô ấy đi lại tiếp xúc với gia đình em nhiều hơn nữa để mình lấy những cái ưu điểm khác mình bù đi cái thấp bé nhẹ cân của mình. Ví dụ như là cô nhanh nhẹn này, ngoan ngoãn này, rất là chăm chỉ, đến nhà một cái là nhà mình có việc gì là lao xuống bếp này, thấy bố vặt lông gà xuống lại vặt lông gà giúp này, thấy mẹ quét nhà thì vào để mẹ để cho con quét. Tất cả những cái tình cảm mà để cô gây dựng dần dần đến lúc mà người ta thấy rằng là cái chuyện bé nhỏ không đáng là cái gì nữa. Đấy, thế thì anh nghĩ rằng là mình cũng chưa phải vội cưới ngay đúng không? Cũng còn có thời gian mà thuyết phục, không có nghĩa là ngồi bàn nước nói với nhau để cãi nhau rằng là con cứ lấy rồi là bố mẹ không cho cưới cũng cứ lấy, mà làm cho hỗ trợ giúp đỡ chỉ bảo cho cô cách là làm cho bố mẹ thích cô luôn về rất nhiều thứ, thì lúc đấy chỉ còn có mỗi một cái yếu điểm là thấp bé nhẹ cân, nó sẽ bị những cái điểm mạnh nó át đi nhá. Đúng rồi. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc gọi đến từ Phú Thọ. Alo. Alo ạ, em chào chương trình ạ. Vâng. Em muốn gặp chuyên gia tâm lý ạ. Vâng, trước hết bạn có thể nói cái câu hỏi của mình đi. Em là người yêu em bây giờ ạ, yêu nhau được 7 tháng rồi ạ. Vâng. Trong thời gian yêu nhau thì người yêu cũ của anh ký thì cứ hay nhắn tin gọi điện. Vâng. Anh hỏi thì anh ấy bảo là bây giờ anh ấy tỉnh rồi thì anh ấy còn nghĩa, bây giờ anh không thể nào một lúc anh có thể quên được. Vâng. Dù sao thì cuộc tình cũ cũng cho anh nhiều kỷ niệm, em cũng tôn trọng ý kiến của anh ấy. Vâng. Nhưng rồi thời gian gần đây thì bạn ấy lại dọa tự tử ạ. Vâng. Lần trước đây cách đây 2 tháng thì bạn ấy đập đầu vào tường ạ. Vâng. Bây giờ xong tôi đi chụp ảnh chụp X quang thì có ảnh hưởng đến đầu ạ. Thì có uống thuốc và điều trị ở nhà rồi. Trong thời gian đấy thì anh ấy cũng an ủi động viên, thì em cũng, anh bảo là hãy thông cảm hiểu cho anh ấy, em cũng hiểu ạ. Vâng. Bây giờ đến bây giờ thì thời gian mà em yên bình cũng chẳng mấy ngày. Vâng. Bây giờ thì bạn ấy lại cắt cổ tay tự tử ạ. Vâng. Bây giờ em chẳng biết phải làm nào, đôi khi anh ấy bảo là anh yêu em quá, mà bây giờ người yêu cũ thì cứ như thế, anh cũng chả biết phải làm thế nào cả. Yeah. Bây giờ giữa tình và nghĩa thì anh không biết là phải như thế nào. Yeah. Em chương trình giúp em đấy ạ. Vâng, tôi hiểu những băn khoăn của bạn, tức là bây giờ hai người đã yêu nhau được 7 tháng rồi nhưng mà cô người yêu cũ của anh ấy thì quấy rối đúng không? Và bây giờ thì lại có những cái hành vi như thế làm cho bạn rất là khó xử đúng không ạ? Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình sẽ cùng trò chuyện với bạn nhé. Vâng, xin mời anh. Chào em. Nghe cái câu chuyện của em cộng với một vài những cái vụ án mà ở trên mạng nói về những cái chuyện là chia tay nhau rồi nhưng vẫn còn có liên lạc với người yêu cũ, rồi là cứ giằng co rồi dẫn tới chuyện này chuyện khác, phải thấy rằng là trong cái việc này em là
nạn nhân. Anh người yêu của em, thực sự ra khi đến với em có lẽ chưa dứt khoát, hay chưa quên hẳn, hay chưa thực sự giải quyết được vấn đề cũ của mình. Và anh ấy tìm đến với em một cách vội vàng quá. Đấy là cái lỗi đầu tiên. Cái lỗi thứ hai của anh ấy chính là cứ núp dưới danh nghĩa là tình hết nhưng nghĩa còn. Nhưng người ta thừa khôn ngoan để người ta hiểu thế nào là tình và thế nào là nghĩa. Không có nghĩa rằng có người yêu rồi thỉnh thoảng lại gặp rồi lại cũng đi chơi rồi có những hành vi hành động cử chỉ quan tâm thái quá như là với người yêu, như là với trước đây hai người đã có, thì đấy không hẳn là nghĩa đâu. Em xin lỗi ngắt lời anh ạ. Nhưng mà trong thời gian yêu em thì hai người cũng không gặp nhau ạ. Chỉ có những lúc mà bạn ý suy sụp tinh thần thì gia đình bạn ý cần anh ý động viên, vì bạn ý không nghe lời ai ngoài anh ý cả. Thì anh ấy giúp thôi ạ. Thôi thế thì bây giờ thì em muốn cái gì? Anh ơi, nhiều người bảo em là tại sao nhiều người thế gian không yêu, bây giờ lại đâm đầu vào cái ngã ba thế này, em chả biết đi đường nào cả. Em bây giờ anh ấy cũng bảo là anh yêu em, nhưng bây giờ biết làm thế nào cho chọn hả anh? Thật ra trong trường hợp của muốn an ủi động viên tinh thần của bạn kia, nhưng mà muốn là ở bên em ạ. Để mà trọn vẹn một cách hoàn toàn thì không có nữa rồi, vì đã chót vướng vào cái mối quan hệ nó còn lằng nhằng hơi phức tạp như thế này. Và anh ấy hiện nay cũng đang phải khổ sở vì cái chuyện là ngồi bên cạnh người yêu cũ, đầu lại để đến người yêu mới, rồi có khi đến với em đang ôm hôn em thì đầu lại lo biết cô kia có đập đầu vào tường nữa không. Thế cho nên là anh ấy cũng rất là khổ. Tuy nhiên chẳng may vớ phải một cô gái có thể là yếu đuối về mặt tinh thần, không làm chủ được bản thân, cho rằng là đời mà không có cái người con trai này thì chắc là thà chết còn hơn, cho nên mới dại dột cứ dùng những cái trò đập đầu với cắt tay. Nhưng cũng phải hết sức tỉnh táo để phân tích. Có nhiều người ăn vạ, biết là dọa lần trước là mình đập đầu nghĩa là lão sợ ngay phải về với mình, lần này đã thế thì ông cắt cổ tay. Tức là khi mà đã không có đủ sức hấp dẫn để mà lôi kéo cái người kia trở lại với mình, thì cũng có một vài người dại dột là dùng cách ăn vạ, dùng cách tự làm tổn thương bản thân để kiếm trác cái lòng thương hại của phía người kia. Thôi trước mắt cứ thương hại đã, miễn là không bỏ cái cô người yêu để về bên mình đã, rồi lúc ấy sẽ tính sau chẳng hạn. Thế thì cũng phải xem là mình, mỗi con người phải có tự chịu trách nhiệm về cái cuộc sống của mình, chứ không thể... Anh ấy cũng không thể chỉ vì rằng là sợ cô ấy ăn vạ, sợ cô ấy cắt tay, sợ cô ấy thế nọ thế kia mà phải chấp nhận là yêu cô hoặc lấy cô ấy. Như vậy thì sẽ tất cả mọi người cùng khổ chứ không có sung sướng gì. Anh ấy không sung sướng, anh không hạnh phúc bởi vì tình không có tình yêu mà phải lấy chỉ vì là sợ ăn vạ. Còn cô ấy ăn vạ được rồi, có thể có cướp được anh ấy trở lại bên mình, nhưng một cái xác không hồn đầu ngồi bên cạnh mình mà vẫn nghĩ người yêu thì cô cũng chẳng có hạnh phúc gì. Cái hành vi rất là dại dột. Cũng hy vọng rằng cô gái này không phải bị mắc những cái chứng bệnh gì đấy về mặt tâm lý, nếu có thì phải đi điều trị điều chỉnh. Thế còn thì nếu như đây là hành vi ăn vạ cố ý thì cũng nên bừng tỉnh lại. Mà cũng không chỉ có bạn gái này mà các bạn trẻ cũng thế. Tình yêu là một thứ rất là cao đẹp, chỉ có chinh phục được chứ còn không thể giành giật, và cũng càng không thể ăn vạ mà có được. Thế còn thì trong lúc này, nếu như em và anh ấy yêu nhau thực sự, có tình yêu thắm thiết, thì cùng với nhau bàn cách. Thôi lúc này anh cứ để bình tĩnh đi, anh cứ, không có nghĩa là về ngồi phải túc trực ở bên giường cái cô kia để mà quan tâm đâu ạ. Như thế thì cô sẽ cảm thấy là cô ấy được nhiều quá rồi sau đấy ăn vạ hơn. Từ mai đi, cô bảo nếu anh ra khỏi nhà thì em lấy dao đâm vào cổ em thì lúc ấy làm sao. Cho nên là mình quan tâm nhưng không có chiều, không có chạy theo những cái gọi là đòi hỏi thái quá của anh ấy, cô ấy, đúng không? Quan tâm nhưng mà giữ đúng mực, như một người bạn cũ thỉnh thoảng có thể có cái thăm hỏi này khác, chứ đừng chăm sóc quá, nuôi dưỡng cái hy vọng ở trong đầu cô gái kia. Và còn thì nghĩ rằng là chia tay nhau để mà phải trở về với cô kia thì chắc không phải. Anh ấy cũng đang rất là bối rối. Tạm thời hai em lùi lại một bước để cho anh ấy giải quyết xong cái món nợ với lại cái người yêu cũ. Còn tình yêu mà vững bền thì sớm muộn nó cũng qua cơn sóng gió, nó lại trở lại về yên bình ấy mà. Nhá, đừng thúc giục anh ấy. Trước đây ạ,
thì bạn ý bảo với em ý, bảo với em ý gọi điện cho em bảo là bạn ý có thai với anh ý rồi. Xong em bảo là chuyện này thì em không biết, nếu như mà để muốn làm rõ thì chỉ hỏi anh ý thôi. Em có nói lại với anh ý thì anh ấy bảo là anh em nghĩ là không có, anh nghĩ là không bao giờ có chuyện đấy. Thì em cũng làm rõ chuyện đấy với bạn ấy rồi. Thời gian đấy thì đúng là không có, nhưng em không hiểu là có thể là vì níu kéo tình yêu mà bạn ấy phải làm như thế. Em cảm thấy lúc em cảm thấy yêu nhau mệt mỏi, em cũng cảm thấy chán lắm anh ạ. Nhưng mà vì yêu anh ấy quá nên là chỉ biết động viên, an ủi và ở bên anh ấy, chia sẻ anh ấy thôi. Chứ bây giờ em chấp nhận luôn ạ. Chấp nhận để cho anh nhắn tin, để cho cô ấy gọi điện đến hỏi thăm anh ý, trong khi người hai người đó ngồi cạnh nhau, nhưng mà người yêu cũ hỏi thăm ngọt ngào với nhau thế thì người nào mà chẳng khó chịu anh. Em cũng thế, nhưng mà em chấp nhận rồi ạ. Em chẳng biết là em làm đúng không ạ. Em cũng tất nhiên bây giờ em rất yêu anh ấy, em rất là tin, mà khi đã yêu thì không bao giờ có những cái nghi ngờ xấu. Tuy nhiên có lúc bình tâm lại, em cũng tự kiểm điểm lại xem một tí xem có phải đây là bài giở trò của anh ấy. Đây là nói thế có thể là xúc phạm tổn thương đến anh ấy, nhưng mà phân tích để em lường trước. Có những chàng trai đang rất là thắm thiết với một cô gái và thấy phía cô gái cũng rất thắm thiết với mình, nhưng mình đang muốn định là giãn dần ra ấy, thì tạo ra những cái xì căng đan nó hơi kinh khủng, rồi những hoàn cảnh nó éo le rồi vân vân, để cho bạn gái chán quá, mệt mỏi quá mà phải rút lui. Tất nhiên đây là nói để tham khảo thôi. Đấy, nó cũng có những cái trường hợp thế, chứ còn không nói là người yêu của em là nằm trong trường hợp ấy. Lúc bình tĩnh em cứ nghĩ lại xem nhé. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Linh Đoàn. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Hy vọng là hai bạn sẽ vượt qua được cái khó khăn này và gìn giữ tình yêu của mình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo. Vâng, tôi tên là Linh, ở Phú Linh, Phú Thọ. Năm nay là tôi 68 tuổi. Vâng. Tôi đi công tác xa nhà ở huyện bên cạnh. Tôi có 5 con rồi, con tôi thì cũng trưởng thành, thành đạt cả rồi. Một trai, 4 gái trưởng thành, thành đạt hết rồi, dâu rể hết rồi. Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ tôi về hưu là 8 năm nay rồi. 8 năm nay rồi tôi quan hệ với một cái bà ở bên nơi công tác bên huyện bên cạnh, thì coi tôi có 2 đứa con. Con tôi một đứa là sinh năm 95 và một đứa sinh năm 98, hai con gái. Con gái tôi thì nó lớn, nó đi, một đứa đi làm, một đứa đang học đại học. Chị ạ. Vâng ạ. Thế thì còn bây giờ thì tôi muốn về hưu này, tôi nhận 2 đứa con này, nhưng bà cả bà ghê gớm lắm. Bà không cho nhận nọ kia thì tôi bảo không, giờ tôi đi công tác thì tôi có lỗi với bà, thì tôi nhận lỗi rồi. Vì những năm tháng bà bỏ bê, bà chả chăm lo, bà chả ngăn chặn, bà chả kiểm tra giám sát gì cả. Bây giờ tôi đi xa nhà này, bây giờ tôi có người khác gọi là cơm nước giặt giũ nấu nướng cho tôi các thứ, thì bây giờ tôi quan hệ người ta có 2 đứa con tôi lớn rồi, thì không, bây giờ tôi bảo là tôi với bà có bỏ tôi thì bỏ, chứ tôi không thể bỏ con tôi được. Bây giờ nên giải quyết là 2 đứa con riêng là như thế nào, để làm sao để cho bà cả bà cũng thông cảm một phần và tôi cũng thấy thoải mái. Vâng, cho lòng nhẹ nhõm hơn đúng không ạ? Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi của chương trình sẽ tư vấn cho bác nhé. Vâng, chào bác. Chào chị ạ. Vâng, qua câu chuyện của bác ấy, thì thấy là hiện nay là bác đương có 2 cô con riêng ở huyện bên cạnh, và mình thì ở Phú Ninh. Vâng. Bác gái mà sinh ra 2 cháu đấy ở bên huyện bên cạnh đấy, thì lúc bây giờ mình khai sinh cho cháu như thế nào nhỉ? Hay có, khai sinh của tôi. Vẫn lấy khai sinh của bác và lấy họ.
Thế và trong cái thời gian đấy thì bác gái bên nhà có biết không? Tôi đi công tác thì tôi giấu, thì tôi không cho biết, để biết là được. À, biết thế bây nào giờ được. Tôi về hưu thì tôi mới cho biết. À vâng, tức là đến khi về hưu. Ở ban nãy thì tôi có để ý đến một cái tình tiết như thế này. Bác có nói là bà cả thì những cái năm mà bác đi công tác đấy thì bác gái không để ý này, không ngăn chặn này, không chăm sóc này, vân vân. Thế và bác thì lại có một người là cơm nước cho rồi quan tâm thì vâng, đấy được xem như mà một cái gọi là một cái lý lẽ từ phía bác đúng không ạ? Vâng. Tuy nhiên thì tôi cũng lại để ý đến một việc, tức là bác có 5 con có đúng không ạ? Vâng, 5 con, có một người con trai, 4 con gái. Và như bác nói thì đều trưởng thành, thành đạt hết cả rồi, có gia đình hết rồi. Và chắc chắn là trong lúc bác đi xa thì toàn bộ việc nuôi 5 đứa con đấy là do bác gái đảm nhận, có đúng không? Thì tôi đi thì chủ nhật tôi mới lại về. Còn tất nhiên là việc bà ở nhà làm ruộng thì bà chăm con, nuôi con ở nhà. Ừ, đấy. 5 đứa con đấy, mặc dù bác chỉ có chủ nhật bác mới về thôi, nhưng mà nó vẫn lớn lên, nó vẫn trưởng thành và nó vẫn rất kính trọng bác, có đúng không ạ? Không, con tôi thì vẫn quan trọng, vẫn kính trọng, vẫn quý tôi, chứ có vấn đề gì đâu. Đấy, nhưng mà điều đấy muốn nói là công lao của bác gái cũng rất là lớn. Ban nãy bác nói có hàm một ý là trách móc, là bác ấy chẳng đi theo bác để mà nâng khăn sửa túi. Nhưng mà bác ấy đi theo làm sao được khi mà có 5 đứa con ở đằng sau. Thực ra khi mà biết bác có một người mới rồi lại có con nữa, bác gái chắc chắn sẽ rất là buồn. Cho nên là vì buồn như thế rồi cũng giận là mình ở nhà thui thủi một mình. Thế xong rồi mình cứ nuôi con, cứ vò võ. Thế thì hóa ra là ở nơi khác thì ông lại có người để mà tình cảm, nghĩ cũng tủi thân. Tôi là phụ nữ, tôi cũng muốn nói với bác như thế. Bác ạ, có lẽ chính từ một cái nó rất cái này, cái này tôi nhận lỗi với bà rồi, tôi không nhận lỗi đâu. Đã nhận lỗi nhưng mà trong cái nhận lỗi đấy, dường như là bác cũng lại gán cho bác gái một cái lỗi là vì bà như thế cho nên tôi mới như thế này. Phải không ạ? Chứ hoàn toàn nó không phải là cái chuyện là thôi do xa xôi, thế rồi tôi cũng không giữ được, cho nên là vào cái lúc như thế, thế ý thế nọ thì cũng đã có quan hệ với người ta, thì bây giờ đã có con rồi, thế thôi thì đằng nào nó cũng là máu mủ của tôi, phải không ạ? Thì thôi thì bà mở lòng, mở dạ, bà nhận để cho các con nó đỡ tủi thân. Còn tôi cảm thấy là nếu như bác, trong cái nhận lỗi của bác mà bác lại gán cái phần trách nhiệm cho bác gái cũng khá nhiều thì bác gái sẽ khó chấp nhận bác ạ. Vâng nhá. Thì tôi nghĩ là các cháu thì nó vô tội, bởi vì là các cháu hai cháu gái ở huyện bên cạnh đấy. Thế thì cái chuyện ấy các cháu nó đã sinh ra này, thế rồi cũng rất may mắn là mẹ các cháu, rồi có thể là bác cũng phải có trách nhiệm chứ, đúng không? Đã nuôi dạy các cháu, cũng đã đi học ra trường, một cháu thì đương học, đi học, thì cái điều đấy là thôi may mắn, đã là tốt rồi. Thế nhưng bây giờ để cho các cháu nó cũng có danh phận, phải không ạ? Thì cái mà làm công tác tư tưởng với bác gái ấy, thì tôi nghĩ là có lẽ là bác cũng nên là có một cái nó nhẹ nhàng hơn, và làm cho bác gái cảm thấy là mình cũng được an ủi một chút về chuyện là thôi thì bây giờ là mình nhận để cho các con nó có cha, chứ còn bác ấy không phải là người phải chịu trách nhiệm về chuyện là bác có người thứ hai bác ạ. Vâng nhá. Thì tôi cũng rất hy vọng là trên một cái tinh thần là mình thương thuyết với nhau như thế nào đó, và để cuối cùng bác có thể nhận được hai cháu, và cho các cháu nó cũng có thể là những cái khi nó có bố này, rồi còn những cái việc cưới xin chồng con của các cháu, phải không ạ? Vâng. Thế nhưng mà việc nhận là nhận như vậy thôi, nhưng chắc là sau bao nhiêu năm đi xa như thế mà bây giờ về hưu rồi thì cái tình cảm mà bác dành cho bác gái đấy, tôi nghĩ cũng là cái mà một cái điểm bác lưu tâm một tí, để cho bác gái cũng cảm thấy là đỡ bị tủi thân, thì khi đó bác cũng dễ chấp nhận hơn. Chứ còn nếu mà mình nhận con xong rồi mình lại còn quan tâm
thêm nữa ấy, thì có thể là bác gái cũng sẽ rất là buồn bác nhá. Thì không thì bà cả là tôi vẫn quan tâm đầy đủ, vâng, tôi vẫn chăm lo, vâng, thế bà thì ốm đau tôi vẫn đưa đi và viện đi, rồi tôi quan tâm chăm lo đầy đủ tôi, vâng. Về tôi có vợ lọ vợ kia, tôi có đánh chửi gì bà đâu, vẫn về thôi. Vâng. Tôi có cả là tôi muốn nhận đứa con để cho nó có bố. Không. Thì bà này bà ghê gớm lắm, bà không cho tôi nhận đi nọ kia. Ban nãy chúng ta đã nói với nhau là có thể do những cái ấm ức nên bác gái chưa thể sẵn sàng được, thì bác sẽ kiên trì thuyết phục hơn bác nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bác sẽ giải quyết được chuyện gia đình nhà mình một cách ổn thỏa. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ Lạng Sơn. Alo, chào bạn trẻ đến từ Lạng Sơn. Em có một câu hỏi em muốn hỏi chương trình được không ạ? Vâng, bạn hỏi đi. Em năm nay 19 tuổi. Vâng. À, em quen một cô bạn học cùng lớp, cũng học phổ thông chị ạ. Vâng. Thì em có tình cảm với bạn ấy nhưng mà em không biết để thể hiện tình cảm với bạn ấy như thế nào chị ạ. Hiện nay bạn đang học là học sinh lớp 12 à? Vâng, em chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại học chị ạ. Vâng, tức là bạn còn rất trẻ và đang chuẩn bị bước vào một kỳ thi rất là quan trọng đúng không ạ? Vâng. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia của cửa chương trình sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị. Em có nói là bây giờ không biết phải thể hiện tình cảm như thế nào. Tức là cô bạn đấy chưa biết một chút gì về tình cảm của em à? Em cũng có một vài lần nhắn tin với bạn ấy thì qua nói chuyện em hỏi thăm dò bạn ấy thì bạn bảo là mình định không nhắn tin trả lời bạn nhưng mà nghĩ bạn lại muốn trả lời với bạn ấy chị ạ. À thế thì ý của bạn ấy tức là trong thời gian này không muốn ảnh hưởng gì đến việc ôn thi tốt nghiệp và thi đại học của chúng em và em cũng muốn như vậy chị ạ. Ừ. Thế em, theo em thì nếu ví dụ như là bây giờ mình muốn thể hiện tình cảm này, mình thể hiện tình cảm rồi thì nó có ảnh hưởng không? Theo em thì cũng có chút ảnh hưởng nhưng mà khi gặp bạn ấy thì em không biết phải nói thế nào chị ạ. À thế à? Thì em bây giờ em muốn nhờ chương trình này cho em hai trường hợp, một là em thể hiện tình cảm với bạn ấy mà không ảnh hưởng gì đến việc em ôn thi đại học, và điều thứ hai là em có thể là bỏ qua mối tình này được không ạ? Ồ, làm sao mà lại bỏ qua, em đừng quý bạn cơ mà đúng không? Nhưng mà em sợ ảnh hưởng đến việc tương lai của em sau này chị ạ. Người ta nói tình yêu là người ta nói nó có sức mạnh, nó chắp cánh cho những ước mơ rồi các thứ cơ mà. Vâng. Ừ. Chỉ có điều như này, tức là bây giờ em cũng đương rất là băn khoăn là không biết mình có được nhận lời hay không, đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế mà nếu mà mình được nhận lời thì vui quá. Nhưng mà nếu giả dụ như mình không được nhận lời, đúng không? Thì có thể mình sẽ rất buồn. Và nếu rất buồn như thế thì đúng là sẽ ảnh hưởng đến học tập thật, đúng không? Vâng. Ừ, đấy, chính vì thế cho nên là mình mới nghĩ rằng nên hay là không nên. Thế thì nếu em đã hình dung ra được là có thể mình bị từ chối như thế, điều đấy cũng có nghĩa là em chưa đo được, em chưa biết được cái tình cảm của người bạn gái kia dành cho em là đến đâu, phải không? Vâng. Thế nếu mà mình chưa đo được, chưa biết được ấy, thì hai mình có thể duy trì những cái tình bạn như bây giờ được không? Nhưng mà em không muốn duy trì tình bạn bây giờ bởi vì em muốn bây giờ em muốn thoát khỏi trong cái thời gian này để em ôn thi đại học chị ạ. À, em ở trong một cái tình trạng mà rất là mông lung, đúng không? Đúng, vâng, không đúng biết rồi. Là nó ra làm sao cả. Đúng rồi. Vậy thì như thế này, nếu như ở trong một cái tình trạng mông lung như thế, bây giờ nếu mà nói ra thì có thể là được hoặc là không, đúng không? Vâng. Vậy thì bây giờ phải quay ngược trở lại là nếu như không nói ra và tạm gác nó lại, việc tạm gác thì mình vẫn duy trì một cái tình bạn như bình thường. Em cũng nghĩ tạm gác như chị đấy nhưng mà mỗi khi em gặp bạn ấy xong về nhà em không tập trung được vào vấn đề học tập ấy. À chị. lúc về em thấy nó thế nào? Tức là lúc em học lúc vào bài học ấy. Thì lúc bài học khó quá thì em lại quay sang em lại nghĩ đến chuyện tình cảm. Đấy. Tại vì mình không tập trung được vào bài nữa mà, thì cái này nó sẽ liên quan đến vấn đề phương pháp học em ạ. Vâng. Khi bài học khó quá thì tốt nhất em không nên ngồi ở đấy nữa. Em sẽ phải đứng dậy, em đi ra ngoài, em làm một vài cái động tác thể dục hay em làm một cái việc gì đó để em di chuyển cái chú ý của em ra khỏi cái bài học đi, đúng không? Chỗ này là chỗ mà mình phải có một cái bản lĩnh và có một cái phương hướng về mặt suy nghĩ. Vâng. Nhá. Bây giờ em đang học lớp 12 và thời gian của em chỉ còn có 2 tháng nữa thôi, đúng không nào?
Và hai tháng ấy là hai tháng mình sẽ phải tập trung rất là mạnh toàn bộ cái công sức của mình vào việc học, và đồng thời còn phải thi đại học nữa. Tình cảm thì nó rất là tốt đẹp, tuy nhiên nếu như mình bị lệ thuộc vào nó nhiều quá và nó làm cho tất cả những cái hoạt động khác của mình ảnh hưởng thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên bao giờ cái tình cảm ấy nó cũng phải dựa trên một cái lý trí rất là sáng suốt, em hình dung không? Và nó phải có cách của nó. Đấy, ví dụ như là nếu mình học mà mình cảm thấy khó thì mình nên làm những cái việc khác hoặc là di chuyển sang một môn mới. Và mình dứt khoát với bản thân mình rằng hiện nay cái nhiệm vụ quan trọng nhất là nhiệm vụ học tập. Thực ra em chưa dứt khoát được đấy, cho nên là em vẫn bị ảnh hưởng thôi nhá. Chị chào em. Cảm ơn những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình.